đọc truyện Thần Đạo đang Tôn Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện Các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký theo dõi kênh để được cập nhật những video đọc truyện mới nhất nhé Chúc các bạn một ngày tốt lành Chương 1616 Kho báu. Cái này nguyên bản phải tìm được cơ quan mới có thể mở ra Nhưng chủ nhân của cự trảo quá mạnh mẽ, một đòn liền làm hỏng vách tường kho báu. Lực lượng đạt đến thánh vương, vậy có khả năng tất cả phòng ngự đều là thùng rỗng kêu to, không thấy thánh liệu cấp 17 cũng bị dễ dàng đập vỡ sao. Đầu ngón tay của cự trảo đâm thủng mặt đất. Nhưng bởi vì móng vuốt quá lớn, cho dù đâm ra một cái lỗ cũng đủ người tiến vào. Chỉ là hổ chết vi còn, cái móng vuốt này vẫn như củ tỏa ra khí tức mạnh mẽ, càng tiếp cận càng khiến người ta nghẹt thở ngay cả nữ hoàng đại nhân cũng không cách nào đối kháng nếu cậy mạnh tới gần thân thể mềm mại của nàng sẽ nổ tung lăng hàng còn được thể phách quá mạnh mẽ vượt xa cảnh giới loại khí tức áp bức này là quy tắc nhằm vào cảnh giới mà không phải tuyệt đối hóa bởi vậy lăng hàng thậm chí còn ung dung hơn thánh nhân hắn thu nữ hoàng vào trong hắc tháp lại chậm rãi tiếp cận đến một bước này ngay cả hắn cũng không dám đi quá nhanh có thể rõ ràng nhìn thấy, xung quanh cự trảo, quy tắc hóa thành thực chất, hình thành từng thanh đao màu vàng di động. Bị khí thế tiến vào của hắn xúc động, những kim đao kia cũng di động về phía hắn, khe khẽ rung lên, không gian bị xé rách, xuất hiện từng vết nứt. Lăng hàng không khỏi biến sắc, cái này không phải là lực lượng quy tắc đơn giản, mà là ý chí không tiêu tan của thánh vương, bị cắt một phát, bảo đảm lấy thể phách của hắn cũng trong nháy mắt bị chia năm xẻ bảy dù sao. Thể phách của hắn cũng chỉ tương đương với thần thiết cấp 15, căn bản không thể đối kháng. Kim đao tung bay tới, tốc độ rất chậm, nhưng uy lực sẽ không bởi vì tốc độ chậm mà nhỏ đi, vẫn nắm giữ lực phá hoại hủy diệt tiểu thánh thậm chí trung thánh như cũ. Ở trong nháy mắt kim đao tiếp cận, lăng hàng tiến vào hắc tháp, kim đao xẹt qua, như mặt hồ khẽ nhúc nhích. Gần sóng chậm rãi bình phục. Chờ đến gió êm sóng lặng, Lăng Hàng mới ra hắc tháp, tiếp tục tiến lên. Đi một bước hắn liền tiến vào hắc tháp một lần, rõ ràng cách kho báu chỉ chừng trăm bước, bình thường chỉ cần nhảy một cái là được, nhưng hiện tại hắn lại đi gần nửa ngày. Rốt cục đến. Lăng Hàng nhìn cự trảo gần trong gan tất, vỏ ngoài như kim loại tỏa ra khí tức lạnh lẽo âm trầm. Như thần chỉ cổ lão nhất trong vũ trụ, rõ ràng cực kỳ dữ tợn, rồi lại có một loại hơi thở thần thánh, khiến người ta kính nể. Đáng tiếc, vật này thu không đi, bằng không chỉ cần đề luyện ra một giọt tinh huyết, vậy cũng là chí bảo giá trị vô song. Lăng Hàng lắc đầu, nếu như mình dùng thần niệm đi vây quanh cự trảo này, vậy tuyệt đối là ngay lập tức bị nát tan. Tổn thương thần hồn của hắn, không biến thành một cái xác không cũng thương tổn đến căn bản, ngày sau đừng hồng lại có thêm tiến bộ. Hắn không khỏi suy đoán, cái móng vuốt này vừa vặn đặt ở trên kho báu, lẽ nào là sớm biết phía dưới cất giấu thứ tốt. Nếu như năm đó chiếc chiến xa này là ba con phượng vương sống sót dẫn dắt du đảng ở trong vũ trụ, vậy cho dù đều là thánh vương, thì như thế nào truy bắt được? Tất nhiên phải biết lộ tuyến vận hành của ba con phượng vương mới có thể sớm mai phục. Lẽ nào trong thiên hà vương xuất hiện gian tế? Điều này cũng phù hợp tình huống bây giờ, dưới tập kích, một cái cự trảo không hề phòng bị xuất hiện, trực tiếp phá hoại chủ cung, phá tan kho báu nhưng bên thiên hà vương cũng không thiếu cường giả lập tức tiến hành phản kích chặt đứt cự trảo này lăng hàng tưởng tượng một màn này không khỏi nhiệt huyết sôi trào thánh vương cấp chiến đấu tất nhiên là trời long đất lở thậm chí có thể phá hủy tinh cầu hắn cẩn thận từng ly từng tí chui xuống kia đủ để ba người thông qua nhưng cự trảo ở ngay bên cạnh hắn căn bản không dám động tác quá lớn nếu không khẳng định là tìm chết non nửa ngày sau Lăng Hàng mới rốt cục bò xuống, chỉ cảm thấy quần áo trên lưng ướt đẫm. Hắn thở vào nhẹ nhõm, lúc này mới phóng tầm mắt đánh giá. Đây quả thật là một kho báu, bày vô số thần thiết, thần binh. Trước cái sơn đạo kia là do thần thiết cấp 16 lát thành, thử nghĩ, ngay cả thần thiết cấp 16 cũng chỉ có thể dùng để lót đường, vậy có thể được giấu ở trong bảo khố. Đó là quý giá bực nào? Cấp 17, 18 cấp, 19 cấp, cấp 20, tất cả đều là thánh liệu. Lăng Hàng nhất thời nở nụ cười, miệng muốn nứt đến lỗ tai. Phát! Phát! Hắn không chút khách khí thu lấy, tuy nơi này có thật nhiều thần binh đỉnh cấp, nhưng không có một cái là thánh khí, bởi vì trong đó không có thánh nhân lạc ấn ý chí võ đạo, không cách nào tự chủ thức tỉnh. Nhưng thần binh chính là thần binh, chỉ cần bị chém trúng, vậy sát khí vào thể, lực phá hoại cũng cực kỳ đáng sợ đại ca nhị ca tam ca, một người một thanh, nữ hoàng cùng thiên phượng, một người một cái, sáu đồ đệ cũng không thể nhất bên trọng nhất bên kinh, một người một cái, lại thêm có khả năng còn phải cùng tiểu cô của Long Hương Nguyệt trao đổi sừng chân long cũng phải lưu một cái. Ai, thực sự là không đủ dùng. Một bên lăng hàng thu lấy, một bên than thở, đồng thời thả nữ hoàng đại nhân ra, để nàng bồi tiếp mình phát sầu. Sầu như vậy, Tin tưởng có vô số người sẵn lòng phát. Lẽ nào thiên hà vương này là trộn kho báu của một thế lực lớn nào đó ở tiên vực sao? Nữ hoàng thấy cũng sợ hết hồn, thánh liệu nơi này cũng quá nhiều đi. Coi như cướp đoạt toàn bộ thần giới, cũng chưa chắc có thể tập hợp ra. Bởi vậy, chỉ có một khả năng, những thánh liệu này đều đến từ tiên vực. Lăng hàng gặp bảo liền thu, có chút thánh liệu bị cự trảo kia phá hoại, một ít thần thiết cấp 17-18 xuất hiện vết nứt để lăng hàng đau lòng có thể tưởng tượng nếu để tiên ma kiếm nuốt chửng sẽ tốt đến mức nào a à? ngoại trừ thánh liệu thần binh ra nơi này còn có thánh dược nhưng không phải trồng mà là đã hái xuống để lăng hàng rất thất vọng cái này nếu có thể trồng vào trong hắc tháp vậy hắn thu hoạch sẽ càng to lớn hơn ngược lại mặc kệ hắn nhận thức hay không toàn bộ bị hắn thu vào hắc tháp có điều chỉ những thứ đồ này có thể hấp dẫn nhiều thánh vương như vậy vây công sao nữ hoàng đột nhiên nói. Lăng Hàng ngẩn ra, xác thực, những thứ này không thể bảo là không quý giá, nhưng muốn nói một đoàn thánh vương đồng loạt ra tay, cũng chỉ vì phân đến một khối thánh liệu, thánh dược, cái này tự hồ có chút chuyện bé xé ra to. Chương 1617, Di Thư Còn có một bộ phận bảo vật cuối cùng không có lấy đi, nói không chắc biến số ở nơi đó. Lăng Hàng nhìn về nơi sâu xa của kho báu, theo lý mà nói, bảo vật càng quý giá thì càng đặt ở nơi sâu xa loạn tin nữ hoàng cũng tràn đầy chờ mong tuy tổ tiên của nàng đến từ tiên vực nhưng nàng ngoại trừ huyết mạch thơm lây ra kỳ thực cũng không có được chỗ tốt khác bởi vậy nàng cũng hết sức tò mò bảo vật của tiên vực là hình dáng gì hai người tiếp tục thu lấy bảo vật bốn phía rất nhanh cái kho báu này liền bị thu hết sạch mà phía trước chỉ còn lại một bàn trà phía trên có một cái hộp ngọc sẽ không lại tới thế giới trong hộp gì chứ. Lăng hàn cùng nữ hoàng lẫn nhau nhìn, thẳng đến lúc này, bọn họ đều không có phát hiện đồ vật thánh cấp trở lên. Quả thật cái kho báu này tương đối quý giá, nhưng thế lực trong tiên vực cả tộc di dời, gốc gác hẳn có thể đạt đến mức độ như thế. Trước đó Lăng Hàn từng thấy ký ức của Đinh Tử Chân, đối với gốc gác của Đinh Gia vẫn hơi hiểu biết, mà Đinh Gia chính là thế lực trảm trần cảnh, như vậy lão tổ có thể lấy 10 tính toán, hiển nhiên, cái này không thể nào là gia tộc cao cấp ở tiên vực. Tài lực của Đinh Gia liền không thua kém nơi này, bởi vậy muốn nói một cấm địa sẽ vì vậy vây công thiên hà vương, lăng hàng là không thể nào tin được. Có thế, trong hộp ngọc cất giấu chí bảo kinh người. Cẩn thận! Nữ hoàng đại nhân nhắc nhở, tay phải nhưng nắm viên gạch thật chặt, tình huống không đúng liền sẽ đánh ra. Lăng hàng gật đầu, hai tay đặt ở trên hộp ngọc. Chậm rãi mở ra hộp ngọc không một chút trầm trọng nào, dễ dàng liền mở ra, một vệt kim quan kích bắn, cũng không có lực sát thương gì, nhưng tràn ngập khí tức hùng vĩ, như một vị thần linh viễn cổ tỉnh lại. Theo hộp mở ra càng ngày càng nhiều, kim quan phủ kính toàn bộ kho báu, thậm chí xông ra cung điện, tràn ngập ở trên bầu trời. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Kim quan nhạt đi, chỉ thấy trong hộp lại chỉ có hai cuộn giấy. Chuyện này, đây cũng là bảo vật cho dù hai tờ giấy này đều là thánh vương pháp chỉ vậy cũng có số lần sử dụng thời gian có hạn càng không đáng cấm địa ra tay quái lạ ồ lăng hàng sững sờ hắn ở trên một tờ giấy phát hiện vết máu chỉ một chút xíu liền cho hắn cảm giác trấn áp chư thiên trầm trọng đến không cách nào hình dung đây tuyệt đối thuộc về một vị cường giả vô thượng cũng còn tốt chính là trong giọt máu này cũng không có sát cơ bằng không một giọt máu của thánh nhân liền có thể xóa bỏ hàng hà cảnh. Lăng hàng muốn cầm lên, lại phát hiện nó cực kỳ nặng, mặt hắn làm sao dùng sức cũng vô dụng, tờ giấy cũng không nhúc nhích, hơn nữa không có một chút xíu di động. Không bắt được ngươi sao? Lăng hàng hừ một tiếng, nếu trong máu tươi không có sát cơ, hắn trực tiếp lấy thần thức bao vây hộp ngọc, sau đó hơi suy nghĩ, hộp ngọc liền bị thu vào trong hắc tháp. Ha, tiến vào hắc tháp, thánh vương thì đã làm sao như thường chôn vết nói đến lá bài tẩy to lớn nhất của lăng hàng kỳ thực là hắc tháp ngay cả bất diệt thiên kinh cũng là hắc tháp truyền thừa đáng tiếc a à, hắc tháp vẫn không thể tùy ý sử dụng bằng không hắn ở thần giới hẳn là vô địch xem ai khó chịu liền thu vào hắc tháp tùy ý dằn vặt thê tử chúng ta tiến vào hắc tháp từng hai người lăng hàng tiến vào hắc tháp tiếp tục nghiên cứu hộp ngọc kia lúc này Lăng Hàng liền lẩm lẩm liệt liệt, tùy ý liền mở hộp ngọc ra, sợ cái gì chứ? Lại đưa tay. Tờ giấy liền bị dễ dàng cầm lên, nhẹ như một tờ giấy. Cái này vốn là một tờ giấy A, chỉ là dính một giọt máu mới trở nên ghê gớm. Thánh Vương huyết sao? Lăng Hàng ngẩng đầu hỏi, nhưng hỏi không phải loạn tinh nữ hoàng. Tiểu tháp lặng yên hiện lên, nhẹ nhàng lay động một hồi nói, không sai. Có khả năng là thiên hà vương lưu lại. Lăng Hàng suy đoán nói. Loạn tinh nữ hoàng chỉ mỉm cười, cũng không dục, ở trước mặt Lăng Hàng nàng kiên trì tốt đến kinh người. Cho nàng mà nói, Lăng Hàng mới là bảo vật quý giá nhất thế gian, nàng nắm giữ người này chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ thế giới. Lăng Hàng chậm rãi mở giấy ra, cái này như pháp chỉ cúng lên, lấy một giọt máu trấn áp, có thể trường tồn thiên cổ, bằng không lực lượng thời gian có thể phá hủy tất cả. Một phong thư Lăng Hàn nhìn lướt qua, đây cũng không phải là pháp chỉ, xác thực mà nói, cũng không phải thư, mà là một di thư. Hắn cùng nữ hoàng đứng sóng vai đọc. Hồi lâu sau, bọn họ thả di thư xuống, đều hiểu rõ chuyện năm đó đến thất thất bát bát, mà di thư này, xác thực cũng là bảo vật quý giá nhất nơi đây. Không phải bản thân di thư, mà là lưu lại một tin tức. Sự tình còn phải nói từ đầu. Thiên Hà Vương cũng không phải là người của cấm địa, nhưng hắn thuộc về thượng cổ Thiên Kiêu, sau khi thức tỉnh huyết mạch, con đường võ đạo của hắn đi rất thuận, hơn nữa, cũng từ trong tổ huấn đời đời truyền lại biết được có tồn tại của tiên vực. Nhưng qua nhiều năm như vậy, kỳ thực rất nhiều cổ tộc cũng không tin có tiên vực tồn tại, cho rằng đây chỉ là tổ tiên nói bậy. Thiên Hà Vương mới đầu cũng không tin, nhưng theo huyết mạch của hắn trở nên càng ngày càng mạnh, hắn dần dần tin tưởng, cũng bước lên con đường tìm kiếm manh mối của tiên vực nhưng kết quả, tiên vực là không có chút đầu mối nào, lại làm cho hắn tìm được động phủ của một vị tiên vương. Hắn chỉ biết lúc trước phát sinh một hồi náo động lớn. Vị tiên vương này một mình giết ra tiên vực, cuối cùng chết đi, mà bên người mang theo bảo vật đều bị thiên hà vương đoạt được. Đại bộ phận chính là thánh liệu lăng hàng nhìn thấy. Điều này cũng như tiểu tháp từng nói, trên thần thiết cấp 29 là tiên kim, chưa từng có qua tương xứng. Nếu không thì, tiên vương như thế nào sẽ không có thần thiết cấp 21? Hay là tiên kim cấp 5? Không có, trên thánh liệu đỉnh cấp chính là tiên kim, một bước lên trời. Nhưng ngay cả một vị tiên vương cũng không có tiên kim, điều này nói rõ cho dù là ở tiên vực, tiên kim cũng cực kỳ quý giá. Lăng hàng không khỏi nắm tiên ma kiếm thật chặt, ở trước khi thực lực của hắn không có đại thành, ở tiên vực lấy ra tiên ma kiếm không phải là một chuyện tốt. Vạn nhất bị người nhận ra, nói không chắc tiên vương cũng muốn truy sát hắn. ở tiên vực cường giả có thể nhìn thấu hắc thấp hẳn không ít, cái này không còn là che chở tuyệt đối. chương 1618 thánh vương huyết. ạch, à, lại kéo trở về. thiên hà vương được di bảo của một vị tiên vương, tuy số lượng không nhiều, nhưng đây là thần giới, đủ để lực lượng của thiên hà vương tăng mạnh nhất phi trùng thiên. nhưng đây cũng không phải là cơ duyên to lớn nhất trong di vật của tiên vương còn có một chỗ chính là tổ địa của vị tiên vương này ngay cả tiên vực cũng không người nào biết coi như biết còn cần phương pháp đặc thù mới có thể mở ra mà cái phương pháp này ở trong tay thiên hà vương thiên hà vương đã sớm cực kỳ khát vọng xông vào tiên vực đồng thời hắn còn triệu tập một vài người cùng chung chí hướng tỷ như thập nhị tướng bọn họ đều là cổ tộc bằng không cũng không thể mỗi người đều bước vào cấp bậc đại thánh nhưng ở thời điểm Thiên Hà Vương đắc ý nhất, hắn gặp phải rất nhiều cấm địa vây công, mà mầm tai họa lại xuất hiện ở trên người trợ thủ hắn hết sức tin tưởng. Khai Vân Vương, cùng hắn tình như huynh đệ, nhưng lại thông báo, liên hệ tất cả đại cấm địa mai phục ở trên con đường Tam Phượng kéo chiến xa cần trải qua. Sau trận chiến này, 12 vị đại tướng trực tiếp chết trận 11 tên, tên cuối cùng là ở dưới sự liều chết bảo vệ của Thiên Hà Vương mới có thể chạy trốn nhưng chạy ra xong cũng hồn về tây thiên cũng còn tốt người này trốn vào một tiểu thế giới tránh thoát cấm địa tìm tòi cũng thành lập thập nhị cung bí cảnh truyền xuống di bảo của thiên hà vương lại nói tuy thiên hà vương gặp phải rất nhiều cấm địa thánh vương vây công nhưng hắn thật vô cùng tuyệt vời dưới tình huống như vậy vẫn trọng thương khai vân vương đồng thời lưu lại phong di thư này đưa chiến xa đi một mình ngăn cản những thánh vương kia đương nhiên hắn cuối cùng vẫn lạc, bị chư thánh vương vây công còn có thể không chết, vậy quá không có thiên lý. Có thể ở thần giới tu đến thánh vương, thật giống như ở trong tiểu thế giới tu đến phá hư tầng chính, kia đều là thiên tài đỉnh tim. Thiên hà vương nói, được di bảo. Liền phải vì hắn giết chết khai vân vương, bằng không, máu của hắn sẽ hóa thành nguyền rủa vĩnh viễn dây dưa chúng ta. Vẻ mặt của lăng hàng quái lạ, xem xong phong di thư này, giọt máu kia phản phất như sống lại, muốn phân biệt đi vào trong cơ thể lăng hàng cùng loạn tinh nữ hoàng. Cho dù thánh vương chết đi ngàn tỷ năm, chấp niệm vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ, có thể chém tiểu thánh. Trung thánh, thậm chí đại thánh yếu kém cũng phải gặp đại kiếp. Đáng tiếc chính là, đây chính là trong hắc tháp. Đừng nói chỉ là một giọt máu, một tia chấp niệm của thánh vương, ngay cả tự thân tới thì đã có sao. Lăng Hàng kiên quyết sẽ không để cho một giọt máu của người khác tiến vào trong cơ thể. Thê tử là càng đừng hồng, hắn nhìn giọt máu nói, xin tiền bối yên tâm. Đợi ta bước vào đại thánh hoặc thánh vương cảnh, tất nhiên sẽ tìm khai vân vương kia tính sổ. Mục đích khai vân vương làm phản đương nhiên là di bảo của tiên vương, hắn đã sớm biết nơi tổ địa của tiên vương, nhưng pháp tắc mở ra trước sau chỉ có thiên hà vương biết, hiện tại đã biến thành của lăng hàng cùng loạn tinh nữ hoàng. Có điều, Khai Vân Vương vẫn được đến tiên vương bí pháp. Không nói có thể trở thành tiên vương, nhưng dựa vào cái này tiến vào tiên vực không khó lắm. Nhưng Thiên Hà Vương trọng thương Khai Vân Vương, tổn thương bản nguyên của đối phương, cũng đứt đoạn mất hy vọng bước vào trảm trần của đối phương. Vì lẽ đó, chỉ cần lăng hàng bước vào Đại Thánh hoặc Thánh Vương Cảnh, liền có tư cách chém giết Khai Vân Vương. Thiên Hà Vương hận nhất chính là Khai Vân Vương. Lúc trước Liều Mạng cũng đánh Khai Vân Vương trọng thương chính là không muốn để cho đối phương tiến vào tiên vực vậy cho dù cuối cùng không có ai có thể được di bảo của hắn khai vân vương cũng sẽ tuổi thọ khô cạn mà chết không cách nào vĩnh sinh đương nhiên có người có thể báo thù cho hắn đương nhiên là tốt nhất bị người tin tưởng nhất phản bội yêu nhau giết nhau không chết không thôi lăng hàn cảm khái nói hắn không cách nào tưởng tượng nếu như bị phong phá vân vũ hoàng mộ dung thanh ở sau lưng đâm một đao sẽ là cảm thụ gì hắn cũng tuyệt đối không tin ba vị huynh trưởng sẽ đối với hắn như vậy lại như hắn vĩnh viễn không phản bội ba vị huynh trưởng của mình ta hận nhất chính là người như thế coi như không có thiên hà vương thỉnh cầu ta cũng sẽ làm thịt hắn lăng hàng oán hận nói ở hắn nghĩ đến chỉ cần đám người vũ hoàng nói ra hắn sẽ không chút do dự mà nói ra tổ địa tiên vương cùng phương pháp mở ra bảo vật quý giá nữa lại bù đắp được tình huynh đệ sao? Ta nghĩ, nếu như Khai Vân Vương mở miệng, Thiên Hà Vương hẳn sẽ không từ chối, bằng không hắn ở sau khi bị phản bội cũng sẽ không phẫn nộ như vậy. Lăng Hàng lắc đầu. Loạn tinh nữ hoàng tiếp lời nói, có khi Khai Vân Vương này xưa nay chưa từng thật tình với Thiên Hà Vương, hắn vừa bắt đầu mục đích chính là vì từ trên người Thiên Hà Vương được chỗ tốt, vì lẽ đó suy bụng ta ra bụng người, cho rằng Thiên Hà Vương chắc chắn sẽ không nói bí mật với mình, hơn nữa còn sẽ đề phòng mình, liền binh đi nước cờ hiểm. Dẫn sói vào nhà. Lăng Hàn lắc đầu, dựa theo cái này xem ra, cự trảo chọc thủng kho báu kia nói không chắc chính là Khai Vân Vương, hắn tự nhiên rành rẽ nhất nơi của kho báu. Lão khốn nạn này, còn phá hủy nhiều thần thiết thánh liệu của ta như vậy, ta không để yên cho hắn. Hắn cắn răng nói, cái cự trảo này không biết phá hoại bao nhiêu thánh liệu để hắn đau lòng chết mất loạn tin nữ hoàng lắc đầu bật cười nàng không nghĩ tới lăng hàng còn có một mặt đáng yêu như thế còn sót lại một tờ giấy đây thật là thánh nhân pháp chỉ phong ấn một đòn tuyệt mạnh của thiên hà vương có điều lúc đó thiên hà vương đã cùng đường bí lối có thể lưu lại một phong di thư cũng đã rất tốt bởi vậy pháp chỉ này phòng hộ liền không quá ra sức theo thời gian chuyển dời đại bộ phận lực lượng cùng quy tắc trong pháp chỉ đã trôi đi hiện tại uy lực chỉ là hằng hà cực cảnh hậu kỳ ngay cả uy lực của thánh cấp cũng không còn hơn nữa còn chỉ có thể sử dụng một lần Giọt máu này đúng là có thể lợi dụng một chút lăng hàng thầm nghĩ cái này không phải thánh vương huyết phổ thông mà là thánh vương tinh huyết trên người của thiên hà vương cũng không có bao nhiêu giọt bằng không làm sao có thể để một tờ giấy trường tồn vạn cổ thần tính trong tinh huyết đã tiêu hao gần hết nhưng sát khí của Thánh Vương vẫn còn, vứt ra vẫn như cũ có uy lực đáng sợ không gì sánh nổi. Lại thêm một đòn sát thủ, đáng tiếc giống pháp chỉ, cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Chương 1619, 1620, càng quét lớn, nói như vậy, nhưng Lăng Hàn vẫn tươi cười rạng rỡ, đồ chơi này dùng tốt, ngay cả đại thánh cũng rung tầm cập. Tiểu tháp thì xem thường, chỉ là máu của Thánh Vương, ngươi đã đắc ý thành như vậy quả thực ném mặt mũi của ta. Lăng Hàn không phục nói, ta đắc ý hay không, có quan hệ gì tới ngươi. Ngươi tốt xấu gì cũng là chủ nhân của hắc tháp. Sở hữu bảo khí mạnh mẽ nhất thế gian, lại vì một giọt thánh vương huyết mà thất thố, thân ta làm khí linh cũng trơ trẻn thay ngươi. Tiểu tháp từ tốn nói, chưa từng thấy khí linh nào đại nghịch bất đạo như ngươi. Lăng Hàn kích chỉ, đã chọc vào trên thân tiểu tháp, nhưng tiểu tháp không có thực thể, một chỉ này trực tiếp thấu qua hiện tại ngươi nhìn thấy rồi tiểu tháp từ tốn nói lăng hàng tức giận đến kêu to hắn cùng đại hắc cẩu nhiều lần so chiêu được cho là một tay hảo thủ mắng có thể tan thánh liệu nhưng ở trước mặt tiểu tháp lại bái phục chịu thua còn hàng này này không giận cũng không buồn chỉ thích châm biếm người làm vui có điều lăng hàng cũng không có thật tức giận rất nhanh bình tĩnh lại nói ta biết trên thánh nhân là trảm trần Vậy trên trảm trần là cái gì? Hắn rất tò mò, Cường Giả Tiên Vực là làm sao phân đẳng cấp, Tiên Vương lại đứng ở cấp độ nào, ta cũng không rõ ràng. Tiểu Tháp lạnh nhạt nói, ký ức vẫn không có khôi phục. Cách, còn nói mình là bảo khí mạnh mẽ nhất thế gian, ngay cả điều này cũng không biết. Lăng Hàn nắm lấy cơ hội phản kích. Nhưng Tiểu Tháp không có tâm tình biến hóa nói, nếu như ngươi muốn hỏi Tiên Vương mạnh bao nhiêu, như vậy ta có thể nói cho ngươi coi như hiện tại ta bạo phát toàn lực cũng không đấu lại tiên vương lăng hàn cả kinh tiểu tháp chưa từng có kinh sợ qua vẫn không phát uy chỉ là bởi vì sợ kinh động đại nhân vật ở tiên vực dựa theo cái này nói chính là tiên vương tiên vương ở tiên vực đến cùng nằm ở cấp độ nào nếu như đã đến đỉnh cao còn được lăng hàn muốn kiên kỵ cũng là những người này nhưng nếu ở trên tiên vương còn có cường giả lung ta lung tung vậy sau này hắn tiến vào tiên vực liền từng bước gian nan. Ai, chờ lão yêu bà kia tới, phải hỏi nàng tỉ mỉ. Lăng hàn nói tới lão yêu bà là chỉ bà lão bên người hổ nữ. Bởi vì hổ nữ gọi nàng lão yêu bà, Lăng hàn cũng kêu theo. Nghĩ đến hổ nữ, Lăng hàn tự nhiên lại nghĩ đến hách liên tầm tuyết bị, cha mẹ cùng nhi tử bình giấm chua nhỏ mang đi, không khỏi cảm giác nhớ nhung, cái này đã qua hơn 100 năm, mọi người có khỏe không? nhi tử nói không chắc cũng đã làm cha nhưng cũng khó nói có thế nhi tử đều đặt tinh lực ở võ đạo không có thời gian phao muội tử a à. lúc này lăng hàn có chút xoắn suýt vừa hy vọng con thành hôn sớm một chút nắm giữ tính cách của mình ạch hạnh phúc lại không hy vọng nhi tử thành hôn để hắn có thể tự mình tham gia hôn lễ của nhi tử ai nghĩ nhiều như vậy làm gì nên làm sao liền như thế ấy lăng hàn nghĩ một trận liền không nghĩ nữa ngược lại hắn còn ở thần giới tạm thời đi không được tiên vực nghĩ nhiều hơn nữa cũng toi công đi thôi loạn tin nữ hoàng nhìn lăng hàn nói nên đi ngọn núi khác dạo cũng nghĩ biện pháp đào hố cho cổ đạo nhất lăng hàn gật cù nói đáng tiếc thiên hà vương chưa kịp truyền xuống công pháp của tiên vương bằng không chúng ta mới thực sự là phát tài hắn không biết tiên vương ở tiên vực xem như là vương giả cấp bậc gì nhưng khẳng định cao hơn trảm trần hơn nữa ở tiên vực xưng vương kia có khả năng là cường giả bình thường sao bởi vậy công pháp của tiên vương tất nhiên cực kỳ quý giá loạn tin nữ hoàng đi mấy bước đột nhiên trầm ngâm nói trước ngươi niệm mấy tiên văn kia xúc động huyết mạch của ta cảm ứng thật giống như làm cho ta thức tỉnh một chút ký ức tổ tiên của cửu xà nhất mạch ta chính là tiên vương thiên hà vương được tiên vương truyền thừa hắn hiểu tiên văn liền không khó lý giải thậm chí còn không phải là tiên văn phổ thông mà là cấp bậc tiên vương mà cái này xúc động huyết mạch của loạn tin nữ hoàng cảm ứng cũng từ mặt bên nói rõ tổ tiên của nữ hoàng chính là tiên vương nàng tu luyện chính là cửu tử thiên công bình thường được mệnh danh là thiên công đều là tiên vương pháp tiểu tháp đột nhiên nói lăng hàn kinh ngạc không nghĩ tới tên này lại đột nhiên xuyên miệng vào ngươi không biết đẳng cấp cường giả tiên vực nhưng lại nhận được cửu tử thiên công một người lớn sống sờ sờ ở trước mặt ta ta sẽ không thấy được cho rằng ta giống như ngươi ngốc như heo sao tiểu tháp lạnh lùng nói không cho phép làm nhục phu quân ta nữ hoàng đại nhân giận cách mắng tiểu tháp tiểu tháp không hề để ý nó chỉ là khí linh nào sẽ để ý người đẹp xấu mị lực của nữ hoàng đối với nó hoàn toàn không có hiệu quả lăng hàn biết tiểu tháp là ác miệng cũng không có quan tâm, bằng không sớm bị tên này tức chết rồi, nói, chiếu nói như vậy, ta tu luyện chính là bất diệt thiên kinh, vậy cũng là công pháp của tiên vương. Đùa sao, ai nói với ngươi thiên kinh cùng thiên công giống nhau? Tiểu tháp càng thêm xem thường. Bất diệt thiên kinh là thiên tôn lấy bí pháp của vài vị tiên vương, dung hợp cảm ngộ của mình mà thành công pháp vô thượng, ngươi liền vụng trộn vui mừng đi. Dung hợp bí pháp của tiên vương, tiến lên một bước. Lăng Hàng vui vẻ nói, vậy chẳng phải sau này ta còn trâu bò hơn tiên vương sao? Pháp cũng chỉ là Pháp, có thể tu đến cảnh giới trí cao hay không cũng tùy theo từng người. Tiểu Tháp nói, câu nói này rất hợp lý, nhưng một câu kế tiếp nó liền lộ ra nguyên hình. Dưới cái nhìn của ta, một con heo như ngươi rất khó đạt đến tiên vương. Ta phi. Lăng hàng giơ ngón giữa. Chỉ nhắm câu nói này của ngươi, ta không chỉ muốn trở thành tiên vương, còn muốn vượt qua tiên vương. Ta chờ. Tiểu tháp từ tốn nói, sau đó chậm rãi biến mất. Nữ hoàng đại nhân lộ ra vẻ cổ quái, ta thế nào cảm giác, nó là dùng phép khích tướng nhỉ. Coi như là phép khích tướng, ta cũng phải vượt qua tiên vương, gia hỏa kia quá đáng ghét, sớm muộn có một ngày, ta sẽ ném nó vào hố xí. Lăng hàng khó chịu nói, đương nhiên đây nhất định là nói một chút mà thôi. Thật ném hắc tháp vào hố xí, sau này hắn còn mặt mũi chui vào nó sao? Nữ hoàng chỉ ôm nhu cười, kéo tay lăng hàng, hai người cùng đi ra hắt tháp. Vẫn là kho báu dưới lòng đất, vẫn là cái mút vuốt to cắm vào kia, tỏa ra hàng quang. Hai người cẩn thận từng ly từng tí rời đi, nữ hoàng đại nhân có chút vất vả, nhưng có viên gạch ở tay, vượt qua cũng tạm được. Bọn họ ở trên đỉnh ngọn núi phóng tầm mắt tới. Nơi này tổng cộng có 14 ngọn núi, trên mỗi ngọn núi đều có một cung điện. Dựa theo suy tính, 13 cung điện còn lại phân biệt là nơi ở của Khai Vân Vương cùng thập nhị tướng. Đi, càng quét đi. Lăng Hàng tự tin tràn đầy, hiện tại hắn có thêm một tấm thánh nhân pháp chỉ, còn có một giọt thánh vương tinh huyết, sức lực 10 phần. Đối phó mấy hàng hà cảnh đương nhiên không cần dùng đến thánh vương tinh huyết. Khi là tiêu hao phẩm, nhất định phải dùng ở đối phó cá lớn, bởi vậy hắn nhiều lắm là lấy ra tấm thánh nhân pháp chỉ kia, ngược lại uy lực cũng giảm gần đủ rồi, hắn cách chiến lực như vậy cũng không xa, dùng không tiếc. Ồ! Bọn họ lên một ngọn núi, bậc thang nơi này cũng là thần thiết lát thành, nhưng không phải cấp 16, mà là cấp 15. Đây là đỉnh núi của Khai Vân Vương. So với ngọn núi chính yếu hơn một chút, thu. Lăng hàng không chút khách khí, một đường cậy lên đỉnh núi trong lúc này mấy người hồ sáng cũng nhìn thấy bọn họ rời đi ngọn núi chính nhưng không có chạy tới đánh nhau đúng rồi bọn họ không vội ra tay là cố ý để chúng ta thu thập bảo vật sau đó bắt chúng ta những bảo vật này tự nhiên quy về bọn họ hết thảy cũng có thể tiết kiệm chút thực lực cùng khí lực của bọn họ lăng hàng rất nhanh đoán ra hắn cùng nữ hoàng nhìn nhau nở nụ cười đều lộ ra nụ cười ai đánh cướp ai còn không nhất định vậy chúng ta cũng không vội ra tay. Lăng Hàng nhìn thấy mấy người hồ sáng cũng đang đào bậc thang, cái này còn nói hắn nhà quê, sách. Một đường đào lên đỉnh ngọn núi, này là một tòa cung điện. Nhưng bảo vật không nhiều, Lăng Hàng chỉ tìm được một ít gấm vóc, đây là thứ tốt, dùng tàm ti cao tới cấp 17 thêm vào thần thiết kéo tơ dệt thành, không chỉ cực kỳ cứng cỏi, hơn nữa còn có hiệu quả tá lực rất tốt, cứng cỏi không giống tá lực. Chỉ là cứng cỏi, tỉ như quần áo vậy một kiếm đâm tới xác thực đâm không ra nhưng lực lượng lan truyền tương tự có thể tạo thành hiệu quả thương tổn nhưng lại thêm tá lực liền không giống tương đương với vận chuyển nguyên lực đi trung hòa công kích vậy chịu đến đã kích sẽ tiến thêm một bước giảm nhỏ nếu như còn có thể lại gia nhập thêm trận pháp ý chí võ đạo vậy kia chính là bảo y kỳ thực cái rèm gấm này là màn trướng trên giường khai vân vương người ta căn bản khinh thường dùng những thánh liệu này làm thành dụng cụ bảo vệ thê tử những cái này có thể làm nhiều thứ tốt khà khà chúng ta phát tài lăng hàn cười to nữ hoàng suy nghĩ một chút nói kỳ thực cũng làm không được bao nhiêu món làm bảo y rất tiêu hao vật liệu có thể làm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu lăng hàn cũng biết đã phát tài to rồi đáng tiếc tòa cung điện này không phải thánh liệu dựng lên mà là vật liệu cấp 16. Vấn đề là, nó quá kiên cố, lăng hàng căn bản phá không được, lúc này, hắn kỳ thực phải cảm tạ móng vuốt kia, nếu không có nó chọc thủng chủ điện, lăng hàng cũng thu không được thanh nguyên ngọc thạch, càng sao phát hiện kho báu. Bọn họ lại đổi một ngọn núi khác, cái bậc thang này càng kém một bậc, là do thần thiết cấp 14 lát thành. Hiển nhiên, đây là một trong thập nhị tướng. 11 đỉnh núi còn lại hẳn cũng là trình độ này người của hai bên đều càng quét, cuối cùng lăng hàng cùng loạn tinh nữ hoàng càng quét năm ngọn núi, đám người hồ sáng chín ngọn, dù sao bọn họ nhiều người, ngoại trừ ngọn núi chính ra, đỉnh núi khác không có gió núi đáng sợ. Cuối cùng, song phương gặp nhau ở dưới ngọn núi thứ sáu. Chương 1621, lần thứ hai tao ngộ. Đám người hồ sáng đã khôi phục bình tĩnh cùng thông dong. Nơi này không có gió núi áp chế, bọn họ có thể toàn lực ứng phó, vậy muốn trấn áp lăng hàng cùng loạn tinh nữ hoàng còn không đơn giản. Ba ba trong rọ mà thôi. Tiên tử, hà tất cùng loại cặn bã này, gia nhập bác thạch cấm địa chúng ta đi. Hồ sáng nhìn về phía loạn tinh nữ hoàng nói. Bình thường, muốn đi vào một cấm địa nào đó là thiên nan vạn nan, bởi vì duy trì huyết mạch bác thạch tộc tinh khiết, bọn họ cơ bản là ở nội bộ gia tộc chọn bầu bạn, chỉ cần không phải anh em ruột, chị em ruột, bề ngoài cũng không có quan hệ nhưng loạn tin nữ hoàng đẹp đến kinh người như vậy hắn đương nhiên phải ra sức tranh thủ cùng lắm không sinh con mà thôi lời này nói ở trước mặt lăng hàng kỳ thực là đang cố ý đã kích lăng hàng ai bảo trước bọn họ ăn quá nhiều thiệt thòi không đã kích người này một hồi thực sự là không hết hận loạn tin nữ hoàng ngay cả nhìn cũng không nhìn hồ sáng một chút cái này là si nhân nằm mơ căn bản không cần để ý kẻ xấu xí nhiều tác quái đây là cách thức miệt thị của nữ hoàng để trong lòng hồ sáng cùng bốn nam nhân đều khó chịu ta đến đánh chết hắn hồ binh là người thứ nhất nhảy ra ngoài hắn vẫn không phục cho rằng lúc trước chỉ là gió núi hắn mới không bằng lăng hàng nhưng hồ sáng đưa tay ngăn hắn lại lắc lắc đầu hồ binh tuyệt đối không thể là đối thủ của tiểu tử này rất đơn giản hắn phát huy ra một nửa thực lực cũng không thể bắt lăng hàng hồ binh có một nửa thực lực của hắn sao đùa giỡn ngay cả một phần vạn cũng không có. Bọn họ đã bại ba tràng, làm sao còn có thể tự rước lấy nhục. Sáng ca. Hồ Binh không phục, hắn là thiên kiêu từ cấm địa đi ra, thần giới người cùng cấp nào có thể đánh một trận. Hồ Sáng trừng mắt lên, Hồ Binh nhất thời không dám nói lời nào. Sưng hô như thế nào? Hồ Sáng hỏi. Lăng Hàng nở nụ cười nói, các ngươi nghĩ muốn giết ta, vậy ta cũng không cần khách khí, làm thịt bọn ngươi là được. Vì lẽ đó, rất nhanh các ngươi sẽ biến thành một người chết, biết tên của ta thì có ích lợi gì. Thật cuồng. Hồ Sáng cười gằn, bảy đối hai, nhân số chiếm ưu, hơn nữa, Lăng Hàng cùng loạn tinh nữ hoàng đều chỉ là tiểu cực vị. Trên lệch cảnh giới giống như thiên địa, ngươi đây là tự tin từ đâu tới. Cuồng hay không, đánh chẳng phải sẽ biết. Lăng Hàng rung lên song quyền. Giết, hồ sáng xông ra ngoài, vận chuyển bát thạch thuật, hắn thân hóa cự nham, đau thương bất nhập, vạn pháp không dính, đạt đến bát thạch công tầng thứ hai, hắn ở trong hàng hà cảnh hẳn là vô địch, không phải cực cảnh không thể gây tổn thương. Chương 1621, 2, lần thứ hai tao ngộ, hạ, trừ khi trong gió núi như trước có quy tắc của sáng thế cảnh, bằng không hắn làm sao có khả năng chịu thiệt. Lăng Hằng lấy ra kiếm gỗ, ở trước khi phẩm chất của tiên ma kiếm còn không hề tăng lên, vẫn là kiếm gỗ càng tốt bằng không tiên ma kiếm gặp gỡ hằng hà cảnh đại viên mãn cường giả tuyệt đối là bị đánh nát ở trước khi tiến vào tiên vực uy lực của kiếm gỗ kỳ thực là không thua tiên ma kiếm từng thần văn kỳ dị tỏa ra lưu chuyển sát ý đáng sợ thánh khí hồ sáng rùng mình lập tức lắc đầu ma khí hắn lộ ra vẻ đỏ mắt bởi vì ngay cả hắn cũng không có thánh khí đối ứng với mình đừng xem cấm địa gốc các kinh người, nhưng bởi vì phát triển quá lớn mạnh, người đi ra cũng nhiều. Ngươi xem thạch hoàng. Cha hắn chỉ có hắn một cái dòng giỏi, có vật gì tốt khẳng định đều để cho hắn. Bởi vậy, thạch hoàng có thể điều khiển một chiếc chiến xa thánh cấp xuất hành, trên người có một thánh liệu không kém làm quần áo. Nhưng cấm địa thì sao, dễ dàng liền đi ra bảy thiên kiêu không kém thạch hoàng, mà cấm địa thật sự có nhiều thánh khí như vậy sao? bọn họ lại không có được tiên vương truyền thừa. Thánh khí khẳng định có, có thế còn có vài kiện, nhưng tuyệt đối không đạt tới trình độ tiểu bối có thể một người một cái. Hồ sáng tự nhiên đố kỵ, hơn nữa còn bay lên kiên kỵ mãnh liệt, thánh khí A, bị cắt một phát không phải là chơi vui. Hơn nữa, lăng hàng không phải là tiểu cực vị phổ thông, sức chiến đấu thậm chí có thể bằng một nửa của hắn, lại thêm một ma khí. Như hổ thêm cánh hắn dung sắc thận trọng, kéo dài khoảng cách cùng Lăng Hàng đấu đối diện. Lăng Hàng vung kiếm đón đánh, lực lượng của hắn thua kém hồ sáng quá nhiều, cho dù 10 trận hợp nhất cũng còn lâu mới có thể ngang hàng, may là có tuế nguyệt thiên thu có thể hóa đi đại bộ phận công kích, lại thêm thể phách của hắn kinh người, hồ sáng có thể tạo thành thương tổn với hắn cực kỳ có hạn. Cho dù thương tổn được, lấy lực khôi phục của hắn cũng trong nháy mắt khép lại, không đến nơi đến chốn hồ sáng cuối cùng không chết sĩ diện, nói, cùng tiến lên, giết người này. Đối phương biết bí mật của thiên hà vương di bảo, nhất định phải đánh giết. Hồ binh còn có hai người khác lập tức tung người ra, không chậm trễ chút nào mà triển khai vây công, ba nữ hồ thư ngữ thì nhìn chầm chầm loạn tinh nữ hoàng. Cực kỳ có ăn ý cùng một chỗ vây quanh tới. Ở đám người hồ sáng xem ra, nữ hoàng chính là báu vật vô thượng, nhưng ở ba người hồ thư ngữ xem ra, Nữ hoàng chính là cái đinh trong mắt, nhất định phải nhổ, nếu không sẽ làm cho các nàng đố kỵ đến phát rồ. Chỉ cần vừa nghĩ tới trên đời này có nữ nhân hoàng mỹ như vậy, lo lắng a. À. Nữ hoàng không sợ, lấy ra viên gạch. Hai bên đại chiến, bất kể là lăng hàng hay loạn tin nữ hoàng, đều rơi vào hạ phong. Cảnh giới, nhân số trên lệch đều quá to lớn, có thể chống đỡ cũng là bởi vì một cái thể phách mạnh mẽ, một cái khác có thái sơ thạch bằng không đổi một người khác đã sớm chết mấy trăm lần. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, lăng hàng cũng còn tốt, nữ hoàng dù sao chỉ có thể dựa vào thái sơ thạch. Nguyên lực tiêu hao hết liền nguy hiểm. Trong mắt lăng hàng lóe ra hung quan nói, các ngươi muốn tìm chết, vậy cũng không oán người được. Hắn liều mạng chịu mấy đòn nghiêm trọng, vọt tới bên người loạn tinh nữ hoàng, thu đối phương vào hắc tháp, sau đó móc ra thánh nhân pháp chỉ, không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở ra, vù, nhất thời, vì thế đáng sợ giật đảng, kim quang vô tận giật động. Không được, thánh nhân pháp chỉ. Sắc mặt của hồ sáng lập tức kịch biến. Hừng, quy lực thật giống như rất yếu. Hồ thư ngữ phát hiện không đúng. Đây là thánh nhân pháp chỉ, nhưng thời gian trôi qua quá lâu, quy lực đã không còn. Cái này tất nhiên là hắn ở trong chủ điện đoạt được. Liên thủ, vượt qua một trận là tốt rồi, thánh nhân pháp chỉ đã trôi đi đại bộ phận lực lượng. Được. Bảy người liên thủ, lúc này pháp chỉ đã bùng nổ ra sát cơ đáng sợ, đánh về phía bọn họ. Đây căn bản không cần lăng hàng điều khiển, pháp chỉ sẽ công kích tất cả đối tượng ngoại trừ người nắm giữ, cái này cũng là khuyết điểm của pháp chỉ, khó phân địch ta. Nếu như muốn khống chế uy lực pháp chỉ, vậy cần phải hao phí càng nhiều tâm huyết cùng thời gian đi luyện chế thiên hà vương lúc đó hiển nhiên không thể làm được không được tuy lực lượng trong pháp chỉ này trôi gần hết nhưng vì cái gì lực lượng quy tắc kinh cũng như thế hồ tỉnh kinh ngạc thốt lên chỉ mấy lần mà thôi nàng đã vết thương đầy rẫy tình thế tràn ngập nguy cơ thật muốn chết ở chỗ này sao ta không muốn chết bảy người đều kinh ngạc thốt lên càng hối hận sớm biết một chuyến này hung hiểm như vậy làm sao cũng phải cầu trưởng bối ban xuống một tấm pháp chỉ, cho dù không phải thánh vương, nhưng chỉ cần đạt đến thánh cấp là được. Nhưng nếu bọn họ thật có thánh nhân pháp chỉ, Lăng Hàng cùng lắm lấy ra giọt tinh huyết kia, ai sợ ai. Thánh nhân pháp chỉ phát uy, đám người hồ sáng không ai không thương tích khắp người. Căn bản vô lực đối kháng. Khi bọn họ thật vất vả chống được lực lượng của pháp chỉ đi qua, mỗi một người đều bị thương nghiêm trọng, nguyên khí đại thương, thực lực rơi xuống tới đáy vực lăng hàng vung kiếm mà ra không chút lưu tình giết tới thiện ý nói với bọn họ không nghe không chỉ muốn giết mình còn đánh chủ ý thê tử của mình hắn đương nhiên không thể nhẫn nhịn phế bỏ giết làm thịt dựa vào cho rằng chỉ các ngươi mới có thể trên cao nhìn xuống phát uy khi dễ ta không có tính khí một kiếm cắt qua máu tươi tung tóe sau khi uống máu người kiếm gỗ trở nên càng ngày càng dữ tợn, ma khí màu đen từ trong thân kiếm tuôn ra, phun trào ở quanh người lăng hàng, để hắn thật giống như hóa thân thành đại ma đầu của minh giới. Phốt Thực lực của hồ binh yếu nhất, cũng thành một khâu bị công phá nhanh nhất, một kiếm cắt qua, máu tươi phóng lên trời, đầu của hắn rơi xuống đất, trên mặt còn mang theo vẻ không tin. Hắn là thiên kiêu của cấm địa, dựa lưng đại thụ như vậy, lại còn có người dám giết mình bị kiếm gỗ chém rơi đầu, vậy tự nhiên là ngay lập tức giết. Người dám. Sáu người hồ sáng đều đỏ cả mắt, trước bọn họ rơi vào hạ phong như thế nào đi nữa, ở trong xương vẫn tồn tại ý kiêu ngạo. Xuất thân từ cấm địa, bọn họ coi thường tất cả người thần giới, bởi vì bọn họ cho là mình thuộc về tiên vực, không phải cặn bã của giới này có thể so sánh. Chương 1622, toàn bộ tiêu diệt. Nhưng hồ binh vừa chết, để bọn họ run rẩy phần kiêu ngạo kia trực tiếp tan thành mây khói bọn họ sợ tên sát tinh này thật dám xuống tay cấm địa cũng dọa không được hắn chúng ta là người của bác thạch cấm địa tổng cộng có ba vị lão tổ đều là thánh vương thánh nhân lấy trăm tính người dám xuống tay với chúng ta nhất định chết không có chỗ chôn bọn người hồ sáng chuyển bác thạch cấm địa ra hiện tại cũng chỉ có cộng rơm rạ duy nhất này có thể cứu bọn họ Lăng Hàng chỉ làm như không nghe thấy, nếu hắn đã động sát niệm, vậy liền không thể thu tay lại, chuyển ra ai cũng dọa không được hắn. Giết, giết, vết Từng đầu người bay lên, từng người ngã xuống, rất nhanh chỉ còn sót lại hồ sáng cùng hồ thư ngữ. Đi. Hồ sáng nhìn hồ thư ngữ kêu lên. Hồ thư ngữ gật đầu, trước bọn họ tử chiến, là bởi vì còn có đám người hồ binh liên lụy, bọn họ làm sao có thể bỏ đi mấy người này trốn nhưng hiện tại không giống những người khác đều chết bọn họ cũng không có ý nghĩa đánh tiếp hơn nữa chết hết ở nơi này vậy không phải chết vô ích làm sao báo cừu phải biết lão tổ che đậy thiên cơ chí ít có thể kéo dài một năm bởi vậy cho dù lão tổ tâm huyết dân trào lại suy tính một lần vậy cũng đã là chuyện một năm sau rồi phải đi đâu tìm hung thủ lão tổ chỉ là thánh vương mà thôi lại không phải tiên vương không gì không làm được hai người lập tức phân công nhau mà đi, chỉ cần chạy đi một người, vậy tiến vào tinh thuyền, lấy tinh thuyền phòng ngự. Lăng Hàng tự nhiên không thể phá hoại. Lăng Hàng đuổi theo, hiện tại hai người này bị trọng thương, sức chiến đấu giảm mạnh, không thừa cơ hội này đánh giết, như vậy chờ bọn hắn chữa khỏi thương thế, lại muốn giết bọn hắn liền cần vận dụng thánh vương tinh huyết, quá lãng phí. Diệt Long tinh thần tiễn. Lăng Hàng lấy ra thức thần thuật này, xèo nguyên lực hóa thành một vệt sáng nhanh chóng đuổi theo hồ thư ngữ thức tiễn pháp này dung hợp tuế nguyệt thiên thu cùng huyết nha trận có thể nhìn thấy lưu quang bay vụt hóa thành thần nha hai cánh trung lên tốc độ lần thứ hai tăng lên cái gì hồ sáng bởi vì không phải đối tượng bị công kích có thừa lực quay đầu thoáng nhìn không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ diệt long tinh thần tiễn ngươi ngươi là thiên hà dư nghiệp Diệp Long tinh thần tiễn chính là tuyệt chiêu của một trong thập nhị tướng, lúc trước bắn giết không ít đại thánh, thậm chí tạo thành uy hiếp cho thánh vương, bởi vậy cho dù hồ sáng chưa từng thấy tận mắt, nhưng tình cờ từ chỗ trưởng bối nghe nói qua, ký ức sâu sắc. Vì lẽ đó, hắn liền nhận ra được, chỉ là vì sao Diệp Long tinh thần tiễn sẽ hóa thành huyết nha, hắn liền không thể nào hiểu được. Nhưng cái này cũng không trở ngại uy lực của nó, thậm chí vượt xa hắn lý giải huyết nha chỉ vỗ cánh một cái liền đuổi theo hồ thư ngữ, xuyên thủng trái tim đối phương, phun ra một chùm máu tươi, nàng ầm ầm ngã xuống đất. Theo lý, thần linh là cực kỳ khó giết, cho dù thân thể hủy hết, chỉ cần thần hồn không hư, vẫn có thể tìm thể xác khác sống lại, nhưng trong đòn đánh này của lăng hàng còn hòa vào cửu thiên hỏa. Tiên diễm vào thể, vẫn không giết được sao? Cả người hồ sáng chảy mồ hôi lạnh, vội vã quay đầu chạy vội hiện tại hắn đã hoàn toàn không có đấu chí, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi đây, mời ra đại năng trong cấm địa, truy sát lăng hàng khắp thiên hạ. Một cái cũng chạy không được. Lăng hàng bắn ra một mũi tên, lần này hắn dùng tới tiễn thức chung cực, phốc. Một vệt sáng xẹt qua, thân hình của hồ sáng bay lên, ở trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề ngã rầm trên mặt đất. Dưới người của hắn chảy ra máu tươi, con mắt còn trợn tròn, tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Đường đường tuyệt đại thiên kiêu, lại bị chết quốc ức như thế, há có thể nhắm mắt. Lăng hàng lắc đầu, hồ sáng hẳn không đám bằng bá chủ như nhậm phi vân. Hắn gặp qua ba đại cự đầu chiến đấu, ít nhất mạnh hơn hồ sáng một đoạn dài. Hắn tìm ra bảy cái không gian linh khí, chuyển toàn bộ đồ vật bên trong vào hắc tháp, lại được lượng lớn thần thiết cấp cao. Lần này thực sự là đáng giá, chỉ cần tiên ma kiếm có thể tăng lên tới cấp 14, vậy liền có thể một hơi xông lên cấp 17, trở thành thánh khí. Lăng Hàng không khỏi cười to, lúc trước hắn đối với cái bảo tàng này thực sự là không hề để tâm, chỉ là muốn đào hố cho cổ đạo nhất mà thôi. Hừng, không thể quên chính sự. Lăng Hàng bắt đầu tính kế, làm sao để tin tức bảo tàng thiên hà vương xuất thế có vẻ rất bình thường, cổ đạo nhất không phải người ngu, có thể trở thành trảm trần lão tổ, vậy tất nhiên là đa mưu túc trí. Lăng Hàn đánh cược chính là hiện tại đối phương chuyển thế sống lại, không trầm ổn như lúc trước, còn nữa, đối phương khẳng định cấp thiết muốn trở về tiên vực, bằng không hắn có thể một người vùi đầu khổ tu, tiến vào tinh sa vũ viện làm gì. Ra ngoài xem xem, không biết Phượng Nhi thế nào rồi. Hai người ra ngoài rương, chỉ thấy trong tinh không hoàn toàn tĩnh mịch. Ba con Phượng Vương di thể đã không phát quan nữa, nhưng vẫn ôm lẫn nhau thật chặt, không ra một chút xíu ánh sáng. Xem tình huống này, trong thời gian ngắn là không kết thúc được. Lăng Hàng nghĩ đến lúc trước Vũ Hoàng được truyền thừa của một vị cường giả hằng hà cảnh, bỏ ra chí ít 20 năm mới tiêu hóa chỗ tốt. Đó chỉ là hằng hà cảnh mà thôi, hiện tại là Thánh Vương. Cũng được, có ba con Phượng Vương này càng thêm an toàn. Hơn nữa, chỉ cần Thánh Vương không xuất hiện, ai cũng không thể tổn thương Phượng Nhi. Lăng Hàng cân nhắc một hồi, sau đó cuốn chiếc chiến xa này vào xuyên vân toa, kéo thi thể ba con phượng vương về phía một đồ tinh. Đương nhiên phải đến gần một chút, bằng không cổ đạo nhất chạy tới cần bao lâu. Hắn lại không có xuyên vân toa. Xuyên vân toa ấn đường cũ trở về, mười mấy ngày mà thôi, rất nhanh liền qua. Lăng hàng kéo chiến xa đến trên một tinh cầu hoang vu, sau đó nổ ra một cái hố lớn, làm ra dáng dấp chiếc chiến xa này mới vừa từ nơi đây khai cuộc còn các loại chi tiết nhỏ hắn liền không thèm để ý, thi thể ba con phượng vương còn chưa đủ nói rõ tất cả sao. Hắn lặng yên trở lại vũ viện. Bắt đầu lấy thánh dược nấu canh. Lăng hàng được một chút thánh dược, nhưng lấy cảnh giới bây giờ của hắn còn chưa có tư cách luyện chế thành đan dược. Bởi vậy, hắn quyết định lùi lại mà cầu việc khác, không luyện đan, trực tiếp nấu ra thần tính tinh hoa trong đó. Chương 1623, dùng thánh dược hiệu quả như vậy khẳng định không bằng luyện đan, tồn tại lãng phí nhất định, nhưng Lăng Hàng chỉ muốn mau sớm tăng cao thực lực, lãng phí liền lãng phí đi. Nếu như ở bên ngoài nấu, động tĩnh này cũng quá lớn rồi, thần tính tinh hoa của thánh dược căn bản không phải Lăng Hàng có thể che lấp, nếu như dẫn thánh nhân đi ra, Lăng Hàng là chia sẻ hay không chia sẻ đây? Vì lẽ đó, nấu trong hắc tháp, âm thầm phát tài. Hơn nữa ở đây rèn luyện, hiệu suất cao hơn nhiều, căn bản không cần lo lắng cảnh giới không đủ, không cách nào khống chế được. Vẹn vẹn chỉ ba ngày, thánh dược liền bị nấu thành canh, lăng hàng sớm bảo cửu yêu đi thông báo những người khác, đám người vũ hoàng, đinh bình, vô tương thánh nhân dùng dập tiếng vào hắc tháp. Hưởng dụng canh thánh dược hiếm thấy. Đây là vật đại bổ, nhưng bởi vì cảnh giới của mọi người đều rất thấp, đặc biệt là ngoại trừ lăng hàng cùng loạn tinh nữ hoàng ra, vẫn không có người thứ ba bước vào hàng hà cảnh, những người khác chỉ có thể uống chút canh căn bản không dám động thánh dược ăn tất nhiên sẽ bị dược lực khủng bố phá nát thân thể dù như vậy bọn họ cũng cả người bộc phát thần quang miệng mở ra thì có thần hà phun trào dược lực của thánh dược thực quá kinh người cho dù chỉ là một ít canh cũng là chí bảo vô thượng bọn họ đều như vậy huống chi là lăng hàng cùng loạn tinh nữ hoàng lăng hàng còn tốt nữ hoàng đại nhân ở dưới dược lực trùng kích làm hai gò má như nhiễm đỏ sáng rực rỡ đến không gì tả nổi để bọn người đinh bình cửu yêu không khỏi quay đầu đi không dám nhìn không nói hai lời mọi người vội vã chạy đi dưới luân hồi thụ luyện hóa dược lực thánh dược cũng không chỉ có thể tăng cường tích lũy nguyên lực trong đó còn có quy tắc đại đạo chỉ là có thể luyện hóa chỗ tốt trong đó hay không phải xem lực lĩnh ngộ của mỗi người dưới luân hồi thụ một ngày bằng một năm, cái này có thể sử dụng hiệu quả của thánh dược tốt nhất. Cả người lăng hàng bột phát hào quang, thể phách của hắn biến thái nhất, một cây thánh dược có ít nhất 3 phần tư bị hắn nuốt vào, tuy rất nhiều dược lực hòa vào trong canh, nhưng cái chính khẳng định còn ở trên thánh dược. Hắn như một hán tử say rượu, dưới chân lão đảo, hắc tháp có thể trấn áp ngoại lực. Nhưng hắn là tự mình ăn no, vậy ngay cả hắc tháp cũng không có cách nào hóa giải mọi người dồn dập ngồi xuống, ở dưới luân hồi thụ làm thành một vòng, tiến vào trạng thái nhập định. Lăng Hàng vận chuyển công pháp, hấp thu lực lượng của thánh dược, nguyên lực tích lũy nhất thời ào ào tăng vọt. Trong rã 11 ngày, hắn kết thúc bế quan. Từ tiểu cực vị sơ kỳ bước vào trung kỳ. Lăng Hàng lộ ra vẻ hưng phấn. Tiến vào hàng hà cảnh, muốn tiến một bước hơi một tí là 10 vạn năm, trăm vạn năm đo lường, cái này cũng là vì hàng hà cảnh quá mạnh mẽ, muốn tiến lên một bước đương nhiên cần thời gian dài dằn dặt. Cho dù lăng hàng là đang đạo đế vương, có thể cuồn cuộn không ngừng luyện ra đan dược thích hợp, nhưng tưởng tượng muốn tiến một bước cũng phải lấy ngàn năm. Vạn năm tính toán. Hiện tại 11 ngày liền bước ra một bước, tốc độ nhanh nghịch thiên. Đáng tiếc, khi là thánh dược, tổng cộng mới đạt được 3 cây. Lăng hàng cảm thán. Thiên hà vương hẳn được không chỉ như thế, còn lại đều bị hắn ăn. Ai, lão nhân gia ngươi muốn ta báo thù cho ngươi, làm sao không thêm vài cây cho ta. Tổng cộng ba cây thánh dược, miễn cưỡng có thể để hắn lên tới trung cực vị. Muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, nhất định phải ỷ lại thánh dược, nhưng thánh dược lại không phải rau cải trắng. Lăng hàng lắc đầu. Nếu có thể được một ít hạt giống thánh dược là tốt rồi, ở trong hắc tháp gieo xuống, sau này liền có thể thu gặt. Vậy cũng chưa chắc. Tiểu tháp đột nhiên hiện lên, ở trong hắc tháp nó so với ai khác còn xuất quỷ nhập thần. Chờ luân hồi thụ kết quả, một trái liền có thể cho ngươi thoát thai hoán cốt. Ánh mắt của lăng hàng sáng lên, luân hồi thụ không phải là thánh dược, mà là bảo thụ vô thượng ở tiên vực. Hắn vội vàng nói, lúc nào mới có thể kết quả. Ít cũng phải mấy trăm triệu năm đi. Tiểu tháp suy đoán nói. Ngươi. Cúc. Lăng hàng vô lực nói, con hàng lừa bịp này. Có điều. Giọng nói của tiểu tháp xoay chuyển. Chỉ cần ngươi lại mở ra một tầng hắc tháp, ta có thể có được lực lượng liền nhiều hơn, có thể rút ngắn thời gian rất nhiều lần. Lăng hàng lại cao hứng, có thể làm cho tiểu tháp nói lên rất nhiều lần, vậy tuyệt không phải gấp 10 gấp trăm lần, mà là ngàn lần vạn lần mấy triệu lần. Có điều. Tiểu tháp lại chuyển ngoặt. Lăng hàng không khỏi nhổ nước bọt ngươi không thể nói chuyện một hơi sao. Ngươi có thích nghe hay không? Tiểu tháp kiêu ngạo, xoay người muốn đi. Chờ đã, nói cho xong. Lăng hàng vội vàng kêu lên. Lúc này tiểu tháp mới nói, bởi vì đây là thôi hóa mà thành, hơn nữa hắc tháp chung quy không thể mô phỏng ra quy tắc của tiên vực, hiệu quả của luân hồi thụ không cách nào đạt đến mức tận cùng. Thậm chí một phần ngàn tỷ cũng không có. Tuy lăng hàn cảm thấy đáng tiếc, nhưng thật nếu để cho luân hồi thụ ở bên ngoài tự do sinh trưởng, vậy cần 12.000 tỷ năm, cái này ai chờ được a? À? Có thể sử dụng cũng đã rất tốt, vậy ta sẽ chờ. Lăng hàng gật gù, hiện tại một cây thánh dược chỉ có thể để tu vi của hắn tăng lên một bậc nhỏ, vậy chờ hắn trở thành thánh nhân. Tác dụng của thánh dược khẳng định càng thêm nhỏ. Càng mấu chốt chính là, thế gian từ đâu tới nhiều thánh dược như vậy. Ân, ừ, đi đánh cướp cấm địa hẳn rất khá, những thế lực này từ tiên vực đến, bản thân có gốc các thâm hậu, lại thêm nhiều năm như vậy, thánh dược khẳng định đã đào tạo mấy đời, mỗi một cấm địa hẳn đều có một hai cây đi. Lăng hàng ấn xuống xung động trong lòng. Hiện tại chạy đi cấm địa khẳng định là muốn chết, hiện nay trọng điểm là cổ đạo nhất, đoạt tiên thai của đối phương, để nữ hoàng thê tử tu thành chính quả, sớm ngày bước vào sáng thế cảnh. Hắn hạnh phúc liền muốn tới rồi. Ra hắc tháp, chỉ ở bên ngoài đi một chút, liền nghe người ta khắp nơi đang nói chuyện yêu thú mạnh mẽ lôi kéo một chiếc chiến xa. Ba con Phượng Vương hiện tại ôm thành một đoàn, thu lại thần hỏa, thánh uy tràn ngập, một chút nhìn sang căn bản luận không ra là cái gì, còn cho rằng đó là một thần thú chưa bao giờ thấy. Nhưng thần thú mạnh mẽ lôi kéo một chiếc chiến xa, phía trên còn có một cái rương, cái này vừa quái lạ mà thần bí, thích hợp làm đề tài câu chuyện cho trà dư tử hậu. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 1624, Chí Bảo Động Lòng Người Này này này, các ngươi có nghe nói không, ở một tinh thể hoang vu, xuất hiện một chiếc chiến xa cổ xưa, phía trên có một cái rương, ai cũng không mở ra. Hiện tại ai chưa từng nghe nói, kéo chiến xa chính là một yêu thú vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa không ai nhận ra. Mọi người đều suy đoán, tinh thể cổ xưa kia trước đây hẳn có một văn minh võ đạo huy hoàng, nhưng bị đại chiến phá hủy. Trong trương, khẳng định cất dấu bí bảo vô thường. Đúng nha, hiện tại càng ngày càng nhiều sư huynh sư tỷ chạy đi, muốn đoạt được bí bảo trong trương. Có người nói, trên chiến xa có chữ viết, nói bên trong cất dấu kinh văn của tiên vương. Kinh văn của tiên vương, đó là vật gì? Ta cũng không biết, nhưng nghe dáng vẻ rất lợi hại. Trên miệng trương lưu lại manh mối, bên trong cất dấu tiên vương cổ kinh, đây là lăng hàng tiết lộ ra ngoài, hoàn toàn chính là nói bừa, dụng ý chính là hấp dẫn cổ đạo nhất. Ngươi từ tiên vực đến, tự nhiên biết công pháp tiên vương trâu bò, ngươi tu luyện cửu tử thiên công chính là công pháp tiên vương, hiện tại lại có một môn đặt ở trước mặt, ngươi có muốn hay không? Thêm chốt là, bất luận cổ đạo nhất hay loạn tinh nữ hoàng, bọn họ được cửu tử thiên công đều không hoàn chỉnh, nhưng thiên công không hoàn chỉnh cũng làm cho cổ đạo nhất là tiên vực trảm trần lão tổ cũng như nhận được chí bảo vậy một môn thiên công hoàn chỉnh sẽ siêu phàm đến cỡ nào cho dù cổ đạo nhất biết rõ trong đó có kỳ lạ cũng nhất định phải đi tìm tòi chí bảo trước mặt muốn không động lòng cũng khó không tồi không tồi tuy toàn bộ sự kiện bảo tàng khó mà cân nhắc được nhưng không quan hệ chỉ cần bảo tàng là thật liền được chỉ cần cổ đạo nhất đi tới là được Lăng hàng nắm chắc 10 phần, cho dù cổ đạo nhất được tinh sa đại thánh ban xuống rất nhiều bảo vật, nhưng chỉ cần hắn lấy ra thánh vương tinh huyết, vậy tuyệt đối có thể tiêu diệt. Trừ khi tinh sa đại thánh tự thân tới, vì đánh giết cổ đạo nhất phải lãng phí giọt thánh vương tinh huyết kia, thiệt thòi hay không? Đương nhiên không thiệt thòi, kia là vì đẩy ngã thê tử. Không không không, là vì thê tử, vì thê tử, một giọt thánh vương tinh huyết lại tính là gì? hắn gần như cũng nên xuất phát, vạn nhất cổ đạo nhất đã lên đường. Bỏ qua thì sao làm? Ồ, phía trước không phải tiểu hàng tử sao? Một thanh âm vang lên, xèo, kình phong đã kéo tới. Lăng hàng đột nhiên đá ra một cước, chó chết, còn dùng bài này. Đại hắc cẩu tránh qua một cước này của lăng hàng, bản tọa nhiệt tình chào hỏi ngươi, ngươi lại quyền cước tương giao, chưa từng thấy loại người như ngươi. Lăng hàng dễu cợt, nếu như hắn không ra một cước này. Chắc là sẽ bị đại hắc cẩu tàn nhẫn cắn một cái, con chó chết này lại còn có mặt cắn ngược lại một cái, quả nhiên vô liêm sỉ đến cực điểm. Tiểu hắc, gần nhất lại gieo vạ người nào? Phi, bản tọa chỉ gieo vạ ngươi. Đại hắc cẩu nhìn chầm chầm lăng hàng, nó đối đầu người nào cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng ở trên người lăng hàng lại không chiếm được thượng phong gì. Để nó có chút buồn bực, cũng vô cùng không phục mặc kệ ngươi ta có chuyện phải làm lăng hàng đi ra ngoài vũ viện giết người hay phóng hỏa có chuyện tốt đừng quên cẩu gia đại hắc cẩu tràng đầy phấn khởi lăng hàng liếc mắt một cái con chó chết này quả nhiên e sợ cho thiên hạ không loạn bọn họ nghênh ngang đi ra ngoài tuy có rất nhiều học sinh nhìn thấy nhưng không có một cái đi ra ngăn cản lăng hàng liền không cần phải nói thực lực là đánh ra ngay cả sư huynh hằng hà cảnh đại cực vị cũng thảm bại, đại viên mãn không ra, ai có thể địch. Thậm chí, mọi người đều có chút hoài nghi, nếu bá chủ không ra, đại viên mãn phổ thông cũng không làm gì được hắn. Đại hắc cẩu là hèn hạ đi ra danh tiếng. Nó chưa bao giờ cùng người đối mặt. Nếu như ai đắc tội nó, tỉ như mắng nó một câu, nó sẽ đêm hôm khuya khoắt đến gõ cửa, gây rối loạn, chuyện dội phân như thế nào cũng làm được, Ngươi nói nó nham hiểm cỡ nào? Hơn nữa, nó cực kỳ tặc trơn, ai cũng không đuổi kịp, bởi vậy mọi người thà rằng đánh với lăng hàng, nhưng quyết không thể đối đầu đại hắc cẩu, vậy sẽ làm cho tâm linh chịu đến tàn phá nghiêm trọng. Có một vị sư huynh chính là vết xe đổ, đã từng công khai buông lời muốn nấu đại hắc cẩu ăn, kết quả. Bị đại hắc cẩu quấy rầy đến trực tiếp lui ra vũ viện. Một hung ác một hèn hạ sóng vai mà đi, ai dám đi tới tự tìm phiền phức đi ra bên ngoài, Lăng Hàng lấy ra xuyên vân toa, đại hắc cẩu vẫn cứ chen tới, chen một tiếng, quần lóc sắt đánh vào trên ghế, đống lửa bắn tứ tung. Mẹ kiếp, làm hỏng bồi chết ngươi. Lăng Hàng trợn mắt nói. Hẹp hòi. Đại hắc cẩu chỉ như không nghe thấy, còn hơi di chuyển cái mông, ngồi đến thoải mái. Lăng Hàng dùng mắt chỉ quỷ dị nhìn nó. Tiểu tử, ngươi đây là ánh mắt gì, rất nguy hiểm đại hắc cẩu có một loại cảm giác xù lông. Lăng hàn cười hì hì nói, không bao lâu nữa, ta giới thiệu cho ngươi một người quen biết một chút. Đại hắc cẩu quái lạ, nhận thức liền nhận thức, cẩu gia đời này sẽ không kinh sợ qua ai. Lăng Hàn không tiếp tục nói, điều khiển xuyên vân toa lên không, sau này đại hắc cẩu nhìn thấy hổ nữ, mới sẽ biết cái gì gọi là một núi so với một núi cao, chó hoang gặp phải kẻ tham ăn, vậy cũng chỉ có phần thành chó chết. Ai, thật sự có chút nhớ nha đầu kia xuyên vân toa lên không xèo phá không mà đi chỉ một hồi liền đến tinh thể có thi thể của ba con phượng vương lúc này bốn phía chiến xa đã ba tầng trong ba tầng ngoài tụ tập rất nhiều người cho dù không cần xuyên vân toa từ một đồ tin lại đây cũng chỉ cần ba bốn ngày mà thôi mọi người đều xếp hàng thử mở ra cái rương trên chiến xa nhưng cái này ngay cả lăng hàng cũng phải liều cái mạng già mới có thể mở ra Vậy coi như đám bá chủ nhậm phi vân đến cũng không nhất định có thể thành công. Không phải vấn đề lực lượng, mà là cái rương quá nặng nề, thể phách của ai có thể đạt được. Mạnh mẽ đi mở, sẽ chỉ làm ngón tay của mình từng chiếc gãy vỡ. Một người không được liền hai người, hai cái không được liền ba người, nhưng mặt ngươi người nhiều hơn nữa, cái rương nhỏ như vậy. Có thể cho bao nhiêu người đồng thời ra tay. Nhưng càng không mở ra, trong lòng mọi người càng ngứa, tin tưởng trong đó cất dấu chí bảo vô thượng. Lăng Hàng biết, cổ đạo nhất là tiên thai, tuy không có thể phách mạnh mẽ như hắn, nhưng có thể chia sẻ lực lượng ăn được ra toàn thân, bởi vậy, cổ đạo nhất là tuyệt đối có thể mở ra cái rương. Chương 1625, cái tân sinh này thật mạnh mẽ. Nhanh đến đây đi. Lăng Hàng ngồi xếp bằng, hắn kiên trì từ trước đến giờ rất tốt, đại hắc cẩu thì ngồi không yên, người đứng thẳng chuyển khắp nơi, quần lóc sắc phản xạ quan mang, có thể nói chói mắt. Nhưng nó không cho là nhục chút nào, xuất quỷ nhập thần, khắp nơi vỗ vai người. Ai bị nó vỗ vai, khẳng định sợ đến hồn phi phách tán. Đây chính là tiện vương của bác viện, ai bị nhìn chầm chầm người đó liền xui xẻo. Đại hắc cẩu cười trộn, nó chính là cố ý, hai ngày sau, nữ hoàng ở trong hắc tháp truyền đến tin tức, nàng đã luyện hóa xong dược lực của thánh dược, Bây giờ Tu Vi đã đạt đến tiểu cực vị hậu kỳ. Sự tiến bộ của nàng nhanh hơn Lăng Hàn, đó là bởi vì nàng còn luyện hóa nhiều một khối thánh nguyên. Nhưng Lăng Hàn cảm thấy nữ hoàng đại nhân tiến cảnh quá chậm, tốt nhất ngay lập tức bước vào thánh cảnh. Hắn không để đám người nữ hoàng xuất hiện, lần này là chôn giết cổ đạo nhất, người lộ diện càng ít càng tốt, miễn cho lưu lại kẻ hở. Thật muốn lộ ra ngoài, hắn liền điều khiển xuyên vân toa bỏ chạy ngược lại ở tinh sa vũ viện chủ yếu là vì tài nguyên võ đạo. Công pháp không thiếu. Đương nhiên, Lăng Hàn vẫn rất có hảo cảm với minh tâm thánh nhân, dù sao cũng có ân chỉ điểm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chiến xa, trương báo càng ngày càng khiến nhiều người chú ý, cường giả tập hợp, ngay cả bá chủ như nhậm phi vân, kỳ thiên cũng đến. Không chỉ bác viện, phân viện khác cũng nghe tin lập tức hành động, dùng dập chạy tới hiện tại không có người lưu ý tin tức là làm sao đến, trương báo ở trước mặt, làm sao thu được đồ vật trong đó mới là bọn họ hiện tại quan tâm. Lăng Hàn Kỳ Thiên, Thái Miểu đồng thời nhìn chăm chú lại, bọn họ luôn nhớ mãi không quên, mặc kệ Lăng Hàn vì bác viện tranh bao nhiêu vinh quang, truyền thống không thể bỏ. Lăng Hàn cười ha ha nói, muốn đánh nhau sao? Được rồi, cái này không phải là bác viện. Nhậm Phi Vân che ở trung gian. Không nên để cho người chế dẻo Lúc này kỳ thiên Thái miễu mới hừ một tiếng Không có lại quái gỡ áp sát lẫn nhau Truyền thống dĩ nhiên không thể bỏ Nhưng mặt mũi của bác viện đồng dạng trọng yếu Nếu như ở trước mặt mọi người nội chiến Này ngay cả bọn họ cũng trên mặt tối tâm Bá chủ như nhậm phi vân Kỳ thiên cũng đi thử nghiệm mở ra cái rương Nhưng đều vô công Không phải lực lượng bọn họ không được Mà là thể phách kém nhìn thiên hạ đệ nhị tự tin thể phách kinh người, muốn liều mở, kết quả dụng lực quá lớn, căng nứt cả quần, dẫn tới mọi người cười to. Thể phách của hắn đúng là được, nhưng lực lượng kém một chút. Cuối cùng không thể thành công. Cũng chính bởi vì hắn tiếp cận thành công, mở ra một cái khe, có kim quan thần thánh phô ra, mới để hắn nén đủ lực, liều mạng, kết quả, trực tiếp làm hỏng cả quần. Cũng không có người cười thiên hạ đệ nhị hắn đã làm được sự tình ngay cả bá chủ cũng không thể làm được hơn nữa cũng làm cho mọi người thấy hy vọng cái rương này đúng là có thể mở ra hơn nữa quan huy kia thần thánh vĩ đại cỡ nào trong này nếu không có cất dấu vô thượng bí bảo ai cũng không tin chỉ cần thể phách gần như thiên hạ đệ nhị lực lượng mạnh hơn một chút tuyệt đối có thể mở rương nhưng người như vậy tồn tại sao tất cả mọi người lắc đầu Nơi này tu vi cao rất nhiều người, nhưng thể phách muốn đạt đến cấp bậc như thiên hạ đệ nhị. Vậy một cái cũng không có. Lăng Hàn. Có một tân sinh đột nhiên kêu lên. Đúng, Lăng Hàn. Lại có tân sinh kêu lên. Những học sinh cũ có khả năng còn không rõ ràng lắm, nhưng tân sinh mỗi người tận mắt nhìn, lúc trước Lăng Hàn cùng thiên hạ đệ nhị ác chiến, kia là lẫn nhau đụng hơn nghìn lần, cuối cùng con trâu hoang thiên hạ đệ nhị này cũng không thể không chịu thua có thể thấy được thể phách của lăng hàn còn mạnh hơn thiên hạ đệ nhị có điều tu vi của lăng sư huynh gần như thiên hạ đệ nhị thiên hạ đệ nhị không thể mở rương phỏng chừng lăng sư huynh cũng không làm được hừ lăng sư huynh là thắng thiên hạ đệ nhị nói không chắc sẽ được đúng vậy chưa thử làm sao biết có được hay không mọi người tìm một trận rất nhanh đưa ánh mắt ngưng ở trên người Lăng Hàn. Lăng sư đệ, đến thử xem đi. Có học sinh cũ nhìn hắn vẫy tay. Lăng Hàn làm sao chịu, nếu như hắn mở rương ra, để người sớm biết bên trong trống rỗng một mảnh, vậy cổ đạo nhất còn tới sao? Hừ, còn cái gì tân sinh thứ nhất, ngay cả dũng khí đi thử cũng không có. Có người dễ cợt nói, cũng không biết là đang cố ý làm thấp đi Lăng Hàn. Hay là kích tướng? lời này không êm tai, Lăng Hàng liếc nhìn người kia nói, mình phế vật không có ai quản ngươi, nhưng nếu như con chó điên cắn người linh tinh, vậy chính là tự mình đòi đánh. Người kia không phải người của bác viện, mặc dù là một học sinh cũ, theo lý mà nói cùng Lăng Hàng không có ân oán gì, nhưng một mực nhìn Lăng Hàng không hợp mắt, liền dễu cợt nói. Vị sư đệ này, gần nhất ngươi rất hỏa. Hắn gọi biên độ, là trăm vạn năm trước được thu vào vũ viện, thời điểm tiến vào xếp hạng thứ 319, nhưng trăm vạn năm qua, top 100 đã có biến hóa rất lớn. Có ở thời điểm thăm dò di tích cổ chết mất, có thì lui bước, mà hắn thuộc về người tiến bộ, xếp hạng từ 39 một đường tiêu thăng đến thứ 8. Bởi vậy, hắn cho là mình rất bất phàm. Hiện tại ngay cả bá chủ cũng không thể mở ra cái rương, nhưng lại có thật nhiều người xem trọng lăng hàng, để hắn có chút khó chịu. Còn nữa, lăng hàng lại tránh thoát ra oai phủ đầu không có chui qua lỗ chó để hắn cũng hết sức khen tị, hai cái chồng chất thì có một màn hắn cố ý châm chọc lăng hàng xuất hiện lăng hàng đứng lên ngược lại cổ đạo nhất còn chưa tới nhàn rỗi cũng nhàn rỗi đánh một trận chơi a à, há ngươi là đỏ mắt ha ha biên độ cười gằn ta chính là hằng hà cảnh trung cực vị thực lực ở tân sinh lần trước xếp hạng thứ tám ta cần đỏ mắt ngươi. Vậy ngươi kỹ kỹ méo mó cái gì? Lăng hàng phất phất tay. Qua nơi nào mát mẻ chơi đi. Đòi đánh. Biên độ tung người mà ra. Trong vũ viện còn không cấm học sinh luận bàn, huống chi là ở đây, nếu không có người ngoài, giết thì đã có sao. Người bác viện thì dùng dập lắc đầu, không có một cái xem trọng biên độ. Đùa giỡn, Lăng Hàng đã dùng thực lực chứng minh dưới hàng hà cảnh đại viên mãn không có ai là đối thủ của hắn, ngươi chỉ là trung cực vị mà thôi, cái này không phải đến tìm ngược sao. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 1626, 1627, cổ đạo nhất đến, trương mở, nhưng không có ai đi nhắc nhở biên độ, dính đến hai cái phân viện, vậy khẳng định là giúp người của phân viện mình, học sinh mới của ân quán dù sao cũng là bên trong, đóng kín cửa lại giải quyết. Lăng Hàng ra tay, đấm ra một quyền, vô cùng tùy ý, biên độ cười gằn, người lại dám coi thường ta như vậy, chờ sau đó liền khóc đi. Ai? Bên bác viện, đã có thật nhiều người ai tháng. Không cần để ở trong lòng, Lăng Hàng chỉ là học sinh vừa tiến vào, thua sư huynh lần trước không phải chuyện rất bình thường sao. Người của viện khác dồn dập nói, dưới cái nhìn của bọn họ, tân sinh thua học sinh cũ không phải chuyện rất bình thường sao? Chúng ta không phải đang thở dài vì lăng hàng, mà là vì biên độ. Bác viện có người cười trộn nói. Hy vọng biên sư huynh sẽ không bị thương quá nặng. Phúc! Người viện khác đều cười phun ra ngoài, ngươi đùa gì thế? Hai người này rồng rã trên lệch một cảnh giới nhỏ, coi như là vương giả cấp 3 thì đã làm sao, biên độ tốt xấu gì cũng là vương giả cấp 1, bác viện các ngươi thật biết dụ dỗ biên độ cũng nghe được những người kia nói chuyện là lấy thần thức truyền lực tốc độ mới rất nhanh hắn không khỏi giận dữ hai tay hóa trảo tàn nhẫn tóm tới lăng hàng quyết định muốn xé đi hai cánh tay của lăng hàng để mọi người biết tân sinh thứ nhất ở trước mặt học sinh cũ đặc biệt là ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý hắn mới là tiêu điểm để muôn người chú ý nắm đấm oanh đến đường đường chính chính. Biên độ một trảo cắt qua, hắn muốn bẻ gãy cánh tay này của Lăng Hàn. Hoành. Nắm đấm đánh tới, biên độ kinh hãi đến biến sắc, công kích của mình ở trước mặt đối phương lại như giấy yếu đuối, một quyền tiến quân thần tốc, liền tới ngực của hắn. Làm sao có khả năng? Biên độ kinh ngạc thốt lên, nhưng cả người bị oanh lên, như diều đứt dây. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không nói gì. Tuy rất nhiều học sinh cũ đều nghe nói qua Lăng Hàng thu được tân sinh luận võ thứ nhất lần này, cùng cổ đạo nhất đại chiến càng đáng sợ, có người nói trình độ đạt đến đại viên mãn, nhưng có người tin tưởng sao? Không tận mắt nhìn, ai có thể tin tưởng hai người vừa bước vào hàng hà cảnh tiểu cực vị có thể nắm giữ sức chiến đấu của đại viên mãn? Khẳng định là những học sinh mới kia chưa từng va chạm xã hội, khen ngợi lớn. Hơn nữa, cố sự luôn có gia công, nói không chắc lại truyền mấy năm, hai người này liền nắm giữ sức chiến đấu của thánh nhân cũng không nhất định nhưng hiện tại lăng hàng một quyền liền đánh ngã biên độ cái này không phải là truyền thuyết mà là mỗi người tận mắt thấy ngất tại sao tân sinh này đáng sợ như vậy chẳng trách lăng hàng có thể trở thành gai nhọn của bác viện nếu như bản thân không có thực lực mạnh mẽ thì coi như có nhậm phi vân giúp đỡ cũng toi công nguyên bản tin tức truyền ra mọi người đều cho rằng lăng hàng miễn ra oai phủ đầu hoàn toàn là bởi vì công lao của nhậm phi vân nhưng hiện tại đến xem nhậm phi vân xác thực không thể không kể công nhưng bản thân lăng hàng cũng vô cùng tuyệt vời người bác viện mặt mũi sáng sủa ngay cả học sinh cũ cũng không ngoại lệ phóng tới hoàn cảnh lớn bác viện chính là người một nhà mũi thương đương nhiên phải nhất trí đối ngoại quá mạnh mẽ vào học viện không mấy năm liền đánh bại biên độ xếp hạng thứ 8 trong học sinh cũ lần trước. Ta thực sự không hiểu. Thiên tài như vậy lại không được đại thánh thu làm đệ tử. T. Vậy cổ đạo nhất lại mạnh đến mức nào? Tuy tân sinh thứ nhất khóa này là lăng hàng, nhưng bởi vì tinh sa đại thánh thu cổ đạo nhất làm đệ tử thân truyền, bực này chính là chiêu cáo thiên hạ, lăng hàng không bằng cổ đạo nhất. Mặc dù mọi người đều nhìn thấy lăng hàng phát uy, nhưng lâu dài tới nay thánh nhân đại biểu thiên ý loại quan niệm này đã thâm nhập lòng người đặc biệt là một lời của đại thánh như khuôn vàng thước ngọc vì lẽ đó tất cả mọi người đều cho rằng cổ đạo nhất càng mạnh hơn tại sao tinh sa đại thánh muốn nhanh như vậy thu cổ đạo nhất làm đồ đệ không chính là vì đề chấn tự tin cho cổ đạo nhất sao sợ hắn thất bại hoàn toàn cái hiệu quả này tốt đến kinh người chí ít hiện tại mỗi học sinh đều cho rằng cổ đạo nhất càng mạnh hơn lăng hàng. Đúng lúc này, chỉ thấy một chiếc tinh thuyền từ trên trời giáng xuống, vẫn không chờ tinh thuyền dừng lại, đã có một người từ phía trên nhảy xuống, trên người có thần quan chiếu rọi, phản phất như thiên địa sinh dưỡng, trung tâm của vũ trụ. Cổ đạo nhất, vạn cổ thiên kiêu, tuyệt thế tiên thai. Mới nói đến hắn, hắn liền đến, cũng thật là oan gia. Cổ đạo nhất. T. Hắn cùng lăng hàng giao thủ mới qua bao lâu, thật giống như lại trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không hổ là vạn cổ thiên kiêu, hiện tại được đại thánh tự mình chỉ điểm, thực lực tiến bộ xa không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Ai, trên lệch này chỉ có thể càng ngày càng lớn. Những học sinh mới dồn dập lắc đầu, nguyên bản bọn họ còn tự tin bừng bừng, tin tưởng nhân định thắng thiên, dù sao mỗi người đều là vương giả, nhưng hiện tại nhìn lại cổ đạo nhất một chút, bọn họ đều bị đã kích lớn. Có mấy người, thật không thể không phục rất ít người không có đánh mất tự tin mỗi người kia đều là vương giả trong vương giả tỷ như thiên hạ đệ nhị long hương nguyệt hồng ma mỗi một người đều nhìn chằm chằm cổ đạo nhất trong ánh mắt có chiến ý hừng hực lăng hàng ngược lại rất biết điều hắn muốn cho cổ đạo nhất tự mình phát hiện chiến xa bất phàm tuy cổ đạo nhất chỉ là tiểu cực vị nhưng đứng chắp tay tiên thai tỏa ra hào quang màu xanh ngay cả các bá chủ cũng không dám coi thường. Còn nữa, đây chính là thân đồ thứ 10 của Tinh Sa Đại Thánh, ai dám ở trước mặt hắn tự cao tự đại? Cổ sư đệ. Rất nhiều người chào hỏi, cái này có khả năng cực cao là thánh nhân thứ 10, hiện tại không mau mau kéo quan hệ, ngày sau liền không với cao nổi. Có điều trong này không có bá chủ, đám người nhậm phi vân mỗi người cực kỳ tự kiêu. Há có thể nịnh bợ một tên tiểu sư đệ? cổ đạo nhất hoàn toàn không coi là chuyện to tác, ánh mắt chỉ dừng lại ở trên người lăng hàng lâu hơn một chút, liền lập tức thu về. Hắn đánh giá chiếc chiến xa kia, còn có di thể ba con phượng vương ôm thành đoàn, trên mặt dần dần lộ ra kinh sợ. Hắn là ai? Tiên vực trảm trần lão tổ, nhãn lực tự nhiên là tiêu chuẩn nhất định. Chân phượng. Hơn nữa còn là thánh vương cảnh. Hắn nguyên bản không tin nơi này sẽ xuất hiện bí pháp tiên vương, nhưng khi đó phát sinh đại rung chuyển, quả thật có vài tiên vương gặp nạn, bằng không hắn cũng không thể ở tổ địa cửu xà thu được một bộ phận cửu tử thiên công truyền thừa. Điều này làm cho hắn tu ra 10 đời tiên thai, cũng làm cho hắn tràn ngập tham lam với tiên vương thiên công. Bản thiếu cũng trâu như thế, nếu như hoàn chỉnh còn có thể cao đến đâu. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao hắn quyết luyện hóa loạn tinh nữ hoàng, có thể bù đắp cửu tử thiên công của hắn, cho dù còn không đạt tới hoàn chỉnh, nhưng so với hiện tại sẽ cường đại hơn vô số lần hắn chỉ là ôm một tia hy vọng mà đến nhưng nhìn thấy phượng vương lôi kéo chiến xa lại để hắn tim đập thình thịch nói không chắc thật có thể hắn nhanh chân đi tới bên cạnh cái rương đưa tay đi mở rất nhiều người không vui đang bắt chuyện với ngươi a à, ngươi cũng quá kiêu ngạo đi phải biết hiện tại ngươi còn chỉ là hằng hà cảnh tiểu cực vị lại không phải thánh nhân Cổ đạo nhất không để ý chút nào, kỳ thực hắn ngay cả thánh nhân cũng không có để ở trong lòng. Tất cả cường giả thần giới ở trong mắt hắn đều chỉ là cặn bã mà thôi. Hai tay hắn cầm lấy rương, hơi dùng sức, vù, nhất thời có một vệt kim quang từ trong rương rải ra. Mở ra. Thật có hy vọng mở ra. Không hổ là cổ đạo nhất, thể phách, lực lượng đều vượt xa cùng cấp. Không thể không viết chữ phục. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cảm khái không thôi. Ngay cả bá chủ cũng không nhịn được gật đầu, chính bọn họ đã nếm thử, thể phách hoàn toàn không đủ. Không hổ là được đại thánh xem trọng, xác thực kinh người. Thẻ thẻ thẻ, cái trương từ từ mở ra, trên trán cổ đạo nhất cũng hàng lên gân xanh, cho dù hắn là tiên thai, hiện tại cũng có chút lực bất tòng tâm, hai tay run lẩy bẩy, sắp tan vỡ. Lên một lượt. Vài tên bá chủ vọt lên, dùng dập ra tay, nâng cái rương lên. Trước cái rương là dày hợp, chỉ có thể dựa vào ngón tay phát lực, nhưng hiện tại không giống, cái nắp đã nhấc lên thật cao, hoàn toàn có thể dùng bàn tay nâng, độ khó liền hoàn toàn khác nhau. Hợp sức của mấy người, đặc biệt là mấy vị bá chủ, cái rương này cuối cùng từ từ mở ra. Mở ra. Thật mở ra. Không biết bên trong có bảo vật gì. Nhất định là chí bảo không thấy ngay cả bá chủ cũng không thể mở ra sao hẳn vậy tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị tranh cướp trước khi mở ra cái trương vậy tự nhiên là một đoàn hòa khí thậm chí dắt tay đồng tâm nhưng một khi bảo vật xuất hiện vậy liền không có gì để nói nhiều người không có tư cách đi tới phụ một tay đều lấy ra bảo khí mở trương là một chuyện nhưng tranh cướp là một chuyện khác chuẩn thánh khí là bày biện xem sao vù cái trương mở ra kim quang trải rộng, sông thẳng bầu trời. Nhất thời, tất cả mọi người vọt lên, trương báo mở ra, ra tay chậm liền không còn. Một trận đại chiến nói bạo phát liền bạo phát, vô cùng tùy hứng. Tiểu tử mau buông tay, cậu gia muốn đi thi thố tài năng. Đại hắc Cẩu cũng muốn đi tới tham gia chút náo nhiệt, lại bị lăng hàng nắm lấy cái đuôi, để nó chỉ có thể bào móng vuốt. Lăng hàng lắc đầu nói, đừng đi, lãng phí thời gian mà thôi đại hát cẩu sững sờ nó là tổ sư bảy người nhất thời con mắt hơi chuyển động tiểu tử cái này có phải là ngươi làm ra hay không lấy cẩu gia hiểu rõ ngươi ngươi làm sao có khả năng sẽ ngồi được như vậy ta tại sao không thể ngồi được lăng hàn cười nói cái tên nhà ngươi từ trong xương liền lộ ra một khung khí tức tham tài cẩu gia cách mười vạn tám ngàn dặm cũng có thể nghe được muốn mê hoặc cẩu gia ngươi kém xa lắm Đại Hắc cẩu chỉ vào Lăng Hàn nói: "Tiểu Hắc, ngươi không hổ là Tiện Thánh, muốn mê hoặc ngươi không dễ dàng." Lăng Hàn cười nói: "Đó là ta phi." Đại Hắc cẩu vừa định đắc ý cười, nhưng lập tức quay đầu cắn tới Lăng Hàn. "Dám to gan trêu chọc cẩu gia nhà ngươi, xem bản tọa không cắn cái mông của ngươi thành ba mảnh." Lăng Hàn ngưng quyền ngên tiếp, vành oành oành, một người một chó qua mấy chiêu nhưng rất nhanh liền kết thúc chiến đấu một cái sợ hàm răng của đối phương một cái khác là tràn ngập kiên kỵ cửu thiên hỏa lại nói vốn là đùa giỡn tự nhiên không thể huyên náo thật bọn họ kết thúc chiến đấu những người khác cũng vậy bởi vì mọi người đều nhìn thấy trong rương không có bảo vật gì mà là một mảnh hỗn độn đây là cái quỷ gì ánh mắt của cổ đạo nhất sáng ngời đã từng là trạm trần lão tổ hắn có thể hoàn toàn khẳng định đây là một cánh cửa mà trong rương là một tiểu thế giới bảo tàng bí pháp tiên vương hắn tung người mà vào đừng xem cái rương không lớn nhưng thời điểm người phóng qua thân thể sẽ không ngừng thu nhỏ lại sau đó tiến vào dễ dàng liền thông qua mọi người hai mặt nhìn nhau sau đó dồn dập dấn thân vào bên trong chính là bảo tàng ai muốn lạc hậu lại nói cổ đạo nhất đã đánh trận đầu. Hắn cũng không sợ, ai sẽ sợ. Lăng Hàn cũng đứng lên, việc này không nên chậm trễ, hắn muốn đi đánh lén cổ đạo nhất. Hắn tiến vào thế giới trong rương, trở lại địa phương quen thuộc. Khí Tiến vào thế giới trong rương, tất cả mọi người đều hét lên kinh ngạc, ngơ ngác nhìn mút vuốt to lớn kia. Bên ngoài ba con phượng vương đang tiến hành truyền thừa cuối cùng. Chỉ từ mặt ngoài xem, bọn nó thậm chí không giống như là phượng hoàng khí tức không hiện ra chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được mạnh mẽ nhưng cự trảo này không giống vừa nhìn liền biết vô cùng mạnh mẽ dường như thánh vương chỉ là đoạn trảo mà thôi cũng đã đáng sợ như thế vậy chân thân của trảo này lại là tồn tại cỡ nào nơi này tất nhiên có bí bảo tuyệt thế cổ đạo nhất là người thứ nhất hành động thân hình hắn thoát ra bước về phía ngọn núi chính vì cự trảo kia như là vật nhắc nhở những người khác cũng dồn dập theo vào người đều có tâm lý làm theo mù quáng tuy vương giả càng có chủ kiến một ít nhưng cổ đạo nhất là ai vạn cổ thiên kiêu ngay cả đại thánh cũng muốn cướp thu hắn làm đồ đệ đại diện cho thiên địa khí vận thân hình của cổ đạo nhất đột nhiên chậm lại lập tức lấy tốc độ vô cùng chậm rãi cất bước a à. ừm ồ những người khác đi vào khu vực này, không ai không hét lên kinh ngạc, sau đó tốc độ giảm mạnh, có mấy người bởi vì vọt quá nhanh, thân thể bị gió núi thổi tổn thương, vết thương đầy rẫy, người nghiêm trọng nhất thậm chí bị bổ xuống một cánh tay. Tiếng kêu trên liên hồi. Chương 1628, Mai Phục. Lần này, mọi người mới thành thật, không dám vọt quá gấp, kia là hành động tìm chết. Bọn họ cũng thầm trách cổ đạo nhất, Ngươi biết rõ ràng gió núi nơi này đáng sợ, tại sao không nhắc nhở một tiếng, tốt xấu cũng là đồng môn. Đến nơi này, ngay cả cổ đạo nhất cũng bước đi gian nan, nhất định phải phân một bộ phận lực lượng rất lớn đặt ở phòng ngự. Tiên thai của hắn cũng không phải lấy thể phách mạnh mẽ tăng trưởng, chỉ là có thể phân tán lực lượng ăn được đến toàn thân, biến tướng mà tăng lên phòng ngự. Nhưng hiện tại không giống, gió núi phất đến, có nửa người sẽ chịu ảnh hưởng tuy hắn vẫn ung dung hơn những người khác, nhưng xa xa không đến thành thạo điêu luyện. Ngược lại là thiên hạ đệ nhị, hắn quả thực như cá gặp nước. Nhanh chân cấp tốc chạy đi, còn nhanh hơn cổ đạo nhất. Bởi vì hắn là thể phách mạnh mẽ chân chính. Mẹ kiếp, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Lăng hàng từ một bên khác đi tới, cái sơn đạo này so với bình thường khó đi hơn nhiều. Nhưng hắn co hồ không bị gió núi ảnh hưởng, bởi vậy cho dù địa hình nơi này khó đi cũng không hề có một chút quan hệ nào hắn thậm chí có thể phi hành một đoạn đường nhưng thời gian lâu dài vẫn không được dù sao đỉnh đầu trấn áp một móng vuốt thánh vương ấn kế hoạch của lăng hàn là dành trước tiến vào trên cung điện sau đó mai phục sau khi cổ đạo nhất tiến vào hắn liền triển khai công kích bắt đối phương có móng vuốt kia áp chế thể phách của hắn chiếm ưu thế hơn nữa khí tức thánh vương che lấp thần thức có thể để cho đánh lén trở nên càng thêm sắc bén. Một đòn bắt cổ đạo nhất cũng không phải là không thể được. Chỉ cần thu người vào hắc tháp, vậy hắn cũng đi vào nghỉ ngơi một trận, hoặc là sớm rời đi, đương nhiên sẽ không có người tính cổ đạo nhất mất tích tới trên đầu hắn. Nhưng thiên hạ đệ nhị lại ngán một cước. Cái con hàng này, chỉ có thể bắt hắn luôn. Thân hình của lăng hàng như bay, rất nhanh thì đi tới trên đỉnh ngọn núi bởi vì đi là một sơn đạo khác có rừng rậm che chắn bởi vậy không có người phát hiện tung tích của hắn hắn cẩn thận từng ly từng tí mà từ cửa động do cự trảo phá tan tiến vào chờ ở trong bão khố thiên hạ đệ nhị rất nhanh vượt qua cổ đạo nhất hai người tiến hành một phen chiến đấu thể phách của thiên hạ đệ nhị chiếm ưu nguyên bản cũng không thua kém cổ đạo nhất quá nhiều bởi vậy hắn thuận lợi vọt qua cổ đạo nhất ngăn cản trở thành dê đầu đàn sau đó ưu thế tiếp tục mở rộng khi hắn đi tới trên đỉnh ngọn núi, cổ đạo nhất mới đi ba phần tư con đường, mà những người khác thì càng thêm lạc hậu, không có một người đi xong nửa đường. Thiên hạ đệ nhị rất nhanh phát hiện nơi ở của kho báu, hắn cẩn thận từng ly từng tí một đến. Bởi vì hắn biết mình là người thứ nhất, hoàn toàn không nghĩ tới phía dưới còn có người, tự nhiên cũng sẽ không có tí tẹo đề phòng. Lăng hàng ra tay, một chưởng liền đập tới sau gáy của thiên hạ đệ nhị thiên hạ đệ nhị lập tức phát ra gầm lên giận dữ nhưng thần thức của hắn bị khí tức thánh vương ngăn cản như người mù người điếc còn phải phân ra một bộ phận lực lượng dùng để đối kháng gió núi mà lăng hàng là lấy hữu ý tính vô ý thực lực càng chiếm ưu hắn làm sao chặn đùng hắn bị lăng hàng một chưởng vỗ lên đầu trực tiếp ngất đi cho dù hôn mê bất tỉnh trên mặt thiên hạ đệ nhị vẫn còn mang theo nổi giận mãnh liệt đây là tự nhiên hắn là vương giả trong vương giả, nhưng lại bị người một trưởng nện hôn mê bất tỉnh, quá mất mặt. Lão huynh, thật không tốt. Lăng Hàng ném thiên hạ đệ nhị vào hắc tháp, miễn cho chút nữa hắn cùng cổ đạo nhất đại chiến thì phát ra sóng chấn động làm hắn giật mình tỉnh lại, bằng không Lăng Hàng hoặc là giết người diệt khẩu, hoặc là phải giam thiên hạ đệ nhị ở trong hắc tháp một quãng thời gian rất dài. Lăng Hàng lui về phía sau một chút, kế tiếp chính là chính chủ. Chờ thật lâu, tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến bỏ ra một cái bóng hẹp dài cổ đạo nhất rốt cục đến rồi hắn không chút do dự mà từ cửa động bò đi nhưng tốc độ thật chậm thật chậm bởi vì hắn biết thiên hạ đệ nhị đã tiến vào nơi này làm sao dám bất cẩn bếu bên trong không có thánh vương cự trảo hắn tự nhiên không sợ nhưng hiện tại hắn phải xem thiên hạ đệ nhị là kình địch ánh mắt của lăng hàn ngưng lại đột nhiên ra tay hừ sớm đề phòng ngươi Cổ đạo nhất cười gằn, cũng không quay đầu lại, chính là một quyền đón nhận, vù, chính thế thân của hắn đồng thời xuất hiện, hai mắt tự nhiên đã sớm khôi phục bình thường. Hiển nhiên, trước hắn dùng từng đời thần thông, mời ra chính thế thân, chính là có ý trong thời gian ngắn nhất trấn áp thiên hạ đệ nhị độc chiếm bảo vật. Hoành. Song quyền đấu chính diện, cổ đạo nhất đột nhiên biến sắc, lúc nào thiên hạ đệ nhị này trở nên lợi hại như vậy? hắn đột nhiên phun một muộn máu tươi thân hình ngã xuống cuối cùng quay thân thể lại con ngươi không khỏi trừng ra thất thanh nói lăng hàng nếu như người đánh lén là thiên hạ đệ nhị vậy cổ đạo nhất nhiều lắm chỉ thầm hận đối phương trước cố ý giấu giếm thực lực để hắn phỏng đoán sai lầm ngay cả tế ra thần thông thập thế vẫn ăn thiệt thòi không nhỏ nhưng người này lại là lăng hàng làm sao sẽ là lăng hàng ở trước hắn rõ ràng chỉ có thiên hạ đệ nhị lẽ nào? Hắn đột nhiên ngẩn ra, cái tên này là từ chỗ khác tới. Cổ đạo nhất biến sắc, tại sao đối phương phải làm như thế? Lẽ nào là cố ý không muốn để người ta biết hành tung? Thiên hạ đệ nhị đâu? Ngươi là đặc biệt tới đối phó ta. Hắn uy nghiêm đáng sợ nói, mặc dù là hỏi, nhưng ngữ khí mười phân khẳng định. Lăng hàng chỉ tay một cái, ngươi và ta ân oán, cũng nên triệt để thanh toán ngươi cũng xứng nói với ta lời như vậy cổ đạo nhất dễu cật ta đời thứ nhất chính là tiên vực trảm trần lão tổ ngươi là thứ gì hắn đồng dạng chỉ vào lăng hàng đầy mặt đều là xem thường hắn không có ngay lập tức động thủ là bởi vì hắn muốn kéo dài thời gian ở đây khai chiến đối với hắn quá bất lợi trái lại lăng hàng thể phách mạnh mẽ chịu đến ảnh hưởng tuyệt đối nhỏ hơn hắn trước hắn liền thua với trong tay lăng hàng Hiện tại mình đã bị suy yếu nghiêm trọng, vậy khẳng định không phải đối thủ của Lăng Hàn. Lần này tuyệt không phải chỉ là luận bàn, đối phương là vì mạng của hắn mà đến, cho dù cổ đạo nhất cực kỳ tự phụ, vẫn lựa chọn chiến thuật kéo dài, chỉ cần có người khác đến, vậy Lăng Hàn còn dám hạ sát thủ sao? Chương 1629, nghiền ép tuyệt đối. Chỉ cần hắn thoát vây, vậy tu luyện nhiều mấy năm trở về tính sổ, hoặc là xin Tinh Sa đại thánh ra tay liền được. Lăng Hàn có niềm tin tuyệt đối, lúc trước hắn chỉ là ở trong người khắc xuống sát trận cấp 14 liền có thể đánh bại cổ đạo nhất, hiện tại là huyết nha trận xếp hạng thứ nhất trong cấp 15, cho dù tu vi của cổ đạo nhất tinh tiến mãnh liệt, nhưng còn không mãnh liệt tới mức độ như vậy. Hắn cười nhạt, cũng không vội ra tay nói, làm sao ngươi biết ta không phải tiên vương chuyển thế. Ha ha! Cổ đạo nhất cười gằn, kỳ thực hắn rất muốn đánh lăng hàng một cái bạc tai, nhưng hiện tại chỉ có nhìn xuống hắn liếc mắt nhìn bốn phía nói ta rất hiếu kỳ nếu như nói đây là ngươi cố ý dẫn ta đến nhưng lấy thực lực của ngươi căn bản không có thủ bút như vậy đây là kho báu của thiên hà vương năm đó thiên hà vương xác thực được truyền thừa của một vị tiên vương kết quả gặp phải rất nhiều cường giả cấm địa vây công cuối cùng ngã xuống nhưng cái kho báu này không có bị cấm địa đắc thủ lăng hàng giải thích hiện ra rất tốt bụng cổ đạo nhất hô hấp lập tức trở nên gấp gáp đến. Hai mắt trừng lớn, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàng tràn ngập mơ ước. Lăng Hàng gật đầu nói, ngươi đoán không sai, phần bảo tàng này xác thực ở trong tay của ta, thuận tiện lại dẫn ngươi ra, giải quyết một phiền phức. Công pháp tiên vương Thân thể của cổ đạo nhất đều đang phát trung, có thể Lăng Hàng không biết hai chữ tiên vương này đại biểu cái gì, nhưng hắn cực kỳ rõ ràng. Tiên vương đó là vương của toàn bộ tiên vực tiên vực rộng lớn cường giả như mây nhưng tiên vương lại có mấy cái lấy hắn biết chỉ có bảy người đương nhiên cho dù hắn là trạm trần lão tổ cũng chỉ sinh sống ở một góc của tiên vực căn bản không có du lịch qua toàn bộ tiên vực biết có hạn nhưng địa phương một vị trạm trần lão tổ đi qua còn chưa đủ lớn sao cái này cũng chỉ có thể sinh ra bảy vị tiên vương đây là tồn tại trên đỉnh kim tự tháp của tiên vực. Hắn chỉ được một bộ phận diệu pháp của cửu tử thiên công, nhưng hắn có thể xác định, ngày sau hắn trở lại trảm trần, cung cấp tuyệt đối không có đối thủ, trừ khi là những người đồng dạng tu luyện công pháp tiên vương kia mới có thể ngang hàng. Lăng hàng Khả năng được công pháp tiên vương hoàn chỉnh Cho ta Đó là của ta Trên trán cổ đạo nhất hàng lên gân xanh, hai mắt đỏ ngầu ngươi rắm thí lăng hàng ra tay tóm tới cổ đạo nhất cổ đạo nhất tự nhiên đã sớm chuẩn bị chính thế thân cùng nhau bay ra tiên thai lưu chuyển hào quang màu xanh vô thượng trong hai mắt của hắn bắn nhanh ra hai tia sáng tràn ngập lực phá hoại khủng bố đây là thần thông hắn mới tu ra phải đến hàng hà cảnh mới có thể dùng trước hắn vẫn không có triệt để nắm giữ hiện tại rốt cục có thể vận chuyển ngươi có tiến bộ lẽ nào ta không có Cổ đạo nhất kêu lên, hai tay kết ấn, lại đánh ra một thức thần thông, là thương lan ấn, là đời thứ nhất hắn ở tiên vực đoạt được, quy lực vô cùng, cũng chỉ có đạt đến hằng hà cảnh mới có thể miễn cưỡng thôi thúc. Lăng hàng không sợ, hung hăng đột tiếng, vành, hắn vung ra một quyền liền đánh đổ thế thân thứ tám của cổ đạo nhất, sau đó vung một quyền, đời thứ năm cũng lập tức bỏ mình. Hắn cứ như vậy xông tới, một quyền liền giải quyết một thế thân cổ đạo nhất ngơ ngác, hiện tại chính thế thân của hắn còn cường đại hơn hắn A, làm sao sẽ không chịu nổi như thế? Không không không, là lăng hàng làm sao trở nên mạnh như thế? Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Ngăn ngắn mấy năm mà thôi, mình dựa vào mấy môn thần thông tăng thực lực lên gấp 3-4 lần, cái này đã là thành tựu không bình thường. Nhưng làm sao lăng hàng tăng lên gấp 10 lần? Gấp trăm 100 lần, ngàn lần cũng có khả năng rõ ràng tu vi của tên này chỉ tăng lên một tinh mà thôi. Nhưng sức chiến đấu lại có thể bùng lên nhiều như vậy. Lẽ nào là, cường độ xương cốt của ngươi mạnh mẽ đến có thể lạc ấn trận văn cao hơn hai cảnh giới? Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, bằng không lăng hàng không thể ở dưới tình huống tu vi hầu như không thay đổi, tăng sức chiến đấu lên ngàn vạn lần. Ngươi ngươi ngươi, ngươi biến thái. Hiện tại hắn cũng thật có chút tin tưởng lăng hàng chính là tiên vương chuyển thế bằng không làm sao có khả năng mạnh như thế. Lăng Hàng đột tiến, sau khi nổ ra chính quyền, chính thế thân của cổ đạo nhất cũng bị đánh nổ toàn bộ, hắn ép thẳng tới chính chủ. Cổ đạo nhất cắn răng, muốn chạy đi là chuyện không thể nào, kia là móng vuốt của thánh vương trấn áp, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí bò ra, nhưng hiện tại tình huống này, hắn có thể làm được sao? Chỉ có tự chiến, chống được đến có người lại đây. Hắn vỗ ngực một cái, ba tia lực lượng tiên nguyên đồng thời vận chuyển, hai tia căn bản không đủ. Phốc, trên da của hắn lập tức nứt ra từng cái khe, máu tươi tuôn ra, đã biến thành một huyết nhân. Trước hai tia lực lượng tiên nguyên suýt chút nữa để hắn tan vỡ, huống chi là ba tia, nhưng không cần ba tia, hắn căn bản không thể ngang hàng lăng hàng. Đây là hành động bất đắc dĩ. Cổ đạo nhất ta chính là tuyệt thế tiên thai, đánh nhau cùng cấp tuyệt đối bất bại. Hắn quát, cũng không biết là đang kêu gào hay là khuyến khích mình. Vẻ mặt lăng hàng lãnh đạm, người tu luyện chỉ là cửu tử thiên công không trọn vẹn, mà ta là bất diệt thiên kinh lấy sở trường của các loại bí pháp tiên vương dung hợp, trước đây không có tìm được biện pháp để bất diệt thiên kinh dùng ở tiến công. Nhưng hiện tại không giống. So tiên pháp với ta, mi xứng sao? Hắn một trưởng trấn xuống, mười tòa huyết nha trận cùng nhau phát uy, hiện tại hắn đúng là muốn nhanh trấn áp cổ đạo nhất chỉ lo đối phương căng nứt thân thể, thê tử dùng không được. Vốn nữ hoàng tu luyện chậm một chút thì chậm một chút, hắn cũng không nỡ để nữ hoàng đi xông pha chiến đấu, nhưng hiện tại là quan hệ đến hạnh phúc của hắn. Gia gia ngươi, dám hủy hoại đồ vật của ta. Hắn phẫn nộ nói. Cổ đạo nhất đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng được, suýt chút nữa tức ngất, ngươi lại xem ta thành món ăn trên bàn. Nhưng lúc này, một trưởng của Lăng Hàng đã ghiềm xuống, trong lòng bàn tay có một con huyết nha trông rất sống động mở ra cánh chim, tỏa ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Làm sao chịu đựng? Một chưởng giáng xuống, trấn áp chư thiên. Chương 1630, ai làm? Song quyền của Cổ Đạo Nhất Bảo Anh, lực lượng tiên thai hoàn toàn tỏa ra, hắn gào thét, xúc động lực lượng chư thiên tinh thần, một ngân hà mở ra, sáu ngôi sao lóng lánh, cái cái to lớn đến kinh người, có tiên huy màu bạc nằm dày đặc liều mạng. Nhưng, cái này có ích lợi gì? Lăng Hàng ghim xuống một chưởng, cổ đạo nhất bị trấn áp, trực tiếp ném vào trong hắc tháp. Hắn vốn cường đại hơn cổ đạo nhất nhiều, lại thêm nơi này áp chế cổ đạo nhất, một chiêu liền ung dung trấn áp. Lúc này, người gần đỉnh ngọn núi nhất còn có hai phần mười đoạn đường không có đi xong, Lăng Hàng ném thiên hạ đệ nhị ra, lại nảy sinh trò đùa dai, lột quần của hắn đi, sau đó bò ra kho báu, ấn đường cũ trở về đến dưới chân núi tiểu tử ngươi làm gì thế đại hắc cẩu ngăn hắn xem ngươi cười dâm đảng khẳng định không làm chuyện tốt ta hủy ổ chó của ngươi bây giờ tâm tình của lăng hàn không tệ cùng đại hắc cẩu gặp chiêu phá chiêu đại hắc cẩu nghi thần nghi quỷ nhìn hắn nói ta nói tiểu hàng tử ngươi như vậy là không đúng có chuyện tốt giết người phóng hỏa sao có thể không gọi cẩu gia ngươi xem Cẩu gia còn có thể bên cạnh canh gác cho ngươi. Lăng Hàng cười khà khà, ngươi là muốn xem trò vui đi. Vạn nhất thật sự có người đến, ngươi khẳng định còn có thể đổ thêm dầu vào lửa, căn bản chính là chó hoang e sợ cho thiên hạ không loạn. Khà khà, lại bị ngươi nói trúng rồi, bản tọa không có gì để nói. Đại hát cẩu không biết nhục. Mặc kệ ngươi. Lăng hàng lên núi. Một bên huyết sáo, cổ đạo nhất tiến vào hắc tháp liền thành thịt, chỉ có phần nhận mệnh. Lăng Hàn, đây là nơi nào? Làm sao có khả năng có không gian thần khí lớn như thế? Ngươi rốt cuộc là ai? Cổ đạo nhất ở trong hắc tháp liều mạng kêu lên, lực lượng tiên nguyên của hắn đã bị hắc tháp trấn áp, hiện tại chỉ có thể đứng thẳng, một chút cũng nhúc nhích không được. Kêu la cái gì, nơi này là địa phương ngươi la hét sao? Tu la ma đế xuất hiện, Hắn từ trước đến giờ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, hiện tại Cổ Đạo Nhất hoàn toàn không có sức đề kháng, hắn đương nhiên phải cáo mượn oai hùng một hồi. Cổ Đạo Nhất sắp điên rồi, một Nhật Nguyệt cảnh nho nhỏ lại dám hướng mình quát gọi, đây là muốn lật trời sao? Đùng. Tu La Ma đế lập tức một cái bạt tai quất tới. Hung thần ác sát nói, ngươi đây là vẻ mặt gì, ánh mắt gì? Ngươi xem thường đế gia nhà ngươi? Ngươi con mẹ nó xấu xí như thế cũng dám đối phó chủ nhân nhà ta, ngươi là muốn ăn đòn. Không nói hai lời, trước tiên đánh một trận. Lăng Hàn, Ngươi thật quá mức rồi, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi để một chó săn nhục nhã ta, quá vô liêm sĩ. Cổ đạo nhất muốn điên rồi. Hắn là trảm trần lão tổ. Chó săn. Tu la ma đế kiêu ngạo nói. Tiểu tử, có thể làm chó săn của chủ nhân đó là chuyện tốt cầu cũng cầu không được, ngươi cho rằng tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể làm chó săn của chủ nhân. Cắt, xem loại cặn bã như ngươi, chủ nhân nhà ta ngay cả nhìn cũng sẽ không nhìn ngươi. Đầy mặt hắn đều là vẻ nịnh nọt, chủ nhân. Là hồng thái dương của chúng ta, chiếu tới chỗ nào chỗ đó phát sáng. Chủ nhân là ngọn đèn sáng chỉ đường trong bóng tối. Chủ nhân là người mạnh nhất trên đỉnh cao nhất thế nhân chỉ có thể sùng bái. Cổ đạo nhất buồn nôn, hắn lần đầu nhìn thấy có người nịnh hót cũng có thể vỗ tới thanh tân thoát tục như thế, đã trợn mắt ngoác mồm. Lăng hàng âm thầm nở nụ cười. Che đậy liên hệ với hắc tháp, từ khoảng khắc cổ đạo nhất bị ném vào hắc tháp bắt đầu, người này đã thành thịt cá, không đáng lại nhìn nhiều. Cái gì vạn cổ thiên kiêu, chỉ là tu luyện bí pháp tiên vương bản thiếu mà thôi. Thời điểm lăng hàng trèo đỉnh, kỳ thực phía trên cũng chỉ tới 31 người, đều ở trong bảo khố tìm kiếm, nhưng bị lăng hàng cướp đoạt qua. Vậy tựa như cá giết sang sông, còn có một chút xíu thứ tốt sót lại sao? Thiên hạ đệ nhị thì mờ mịt ngồi dưới đất, năm ngón tay thô to chọc vào trong tóc, trí nhớ của hắn xuất hiện gián đoạn. Ta con mẹ nó vừa nãy vì sao lại nằm trên đất? Nha, đúng rồi, ta là bị người đánh ngất. Trên người ta món đồ gì cũng không thiếu, nhưng quần bị cắt khí thiên hạ đệ nhị không khỏi đưa tay ấn tới mông lẽ nào đây là một đạo tặc hái hoa nguyên bản cũng chẳng có gì nhưng trong lòng căng thẳng hắn mơ hồ cảm thấy cái mông đau đớn để hắn ngơ ngác thất sắc sẽ không là bị ai bạo hoa cúc chứ ánh mắt của hắn đảo qua hiện tại người ở chỗ này đều là nghi phạm lăng hàng vừa vặn leo xuống nhìn thấy thiên hạ đệ nhị một mặt mờ mịt dáng dấp bị dọa thảm trong lòng không khỏi buồn cười nói, đệ nhị huynh, sao sắc mặt giống như không dễ nhìn vậy. Ai bảo ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Thiên hạ đệ nhị chỉ nhìn về phía lăng hàng lung tung gật đầu một cái, hắn trừng lớn mắt trâu, đảo qua 30 người tới sau kia, có nhậm phi vân, có kỳ thiên, cũng có bá chủ khác. Dựa vào, quá nhiều người, không thể phân biệt. Phốt! Lăng hàng cười phun ra ngoài, đại hắc cẩu vừa thấy, lập tức đứng người lên nói, tiểu tử, cái này cùng ngươi có phải là có quan hệ không? Nhìn dáng dấp con gấu kia, thật giống như bị người bạo cúc, lẽ nào? Hí! Đại hắc cẩu sợ đến liên tục rút lui, không nghĩ tới ngươi là người như thế, cẩu gia cảnh cáo ngươi, dám đánh chủ ý bản tọa, ta cắn cái mông của ngươi thành ba mảnh. Lăng hàng không có để ý tới, hắn chỉ là sinh ý đùa dai, mới treo đùa thiên hạ đệ nhị một chút, không nghĩ tới hiệu quả này có chút quá tốt rồi, để thiên hạ đệ nhị tâm thần hoảng sợ, tìm kiếm gian phu khắp nơi. Một phen tìm kiếm, tự nhiên mỗi người không có thu hoạch, bọn họ không cam lòng tìm lại, có thể còn có cái gì ở trong kho báu hay không, hận không thể ép bằng mỗi ngọn núi. Sới ba tất đất mà tìm, nhưng vẫn không có thu hoạch. Không có ai quan tâm cổ đạo nhất làm sao mất tích, thời điểm tiến vào mọi người chỉ để ý tầm bảo, ai sẽ để ý thiếu mất một người? nghĩ đến cổ đạo nhất có khả năng là gặp không có thu hoạch, đã sớm rời đi. Mọi người bất đắc dĩ rời đi, nhưng mới ra cái rương, chỉ thấy một kim quan đại đạo từ xa xa trải lại. Sau đó liền thấy một người đi tới, rõ ràng chỉ là lưỡng thững mà đi, nhưng chớp mắt đã đi tới phụ cận. Cùng vũ thánh nhân. Mọi người vừa thấy, kinh ngạc thốt lên, có người lập tức quỳ xuống, không quỳ cũng vẽ mặt cung kính. Cảm ơn các bạn đã nghe hết video này đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh nhà đọc truyện để nghe những video mới nhất nhé